Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 676, Nhu Giao chợt xuất hiện. Lạc Thân Vương cười lạnh, Sở Kính đại khái không ngờ được Tiêu Kiêu và Mộ Dung Khanh sẽ phản kích khi rơi vào đường cùng. Đúng vậy, điều này quả thật làm Hoàng thượng chân tay luống cuống, dẫn đến kế hoạch ban đầu của hắn ta lệch khỏi quỹ đạo. Muốn đánh thì phải có lương thảo, vậy lấy đâu ra những lương thảo này đây? Quốc khố nhiều năm trống rỗng, phần thiến cống của Nam quận ta đều được dùng trong quân nhu. Quốc gia không có bạc, không dự trữ nhiều lương thực như vậy, lại phải cứu trợ thiên tai, còn phải vận chuyển tới chiến trường để tiếp tục cuộc chiến tranh. Trong hai bên chỉ có thể chọn một mà thôi, Hoàng thượng lựa chọn hy sinh nạn dân. Đồng thời, Tần Châu không phối hợp với hành động của Hoàng thượng, điều này làm cho Hoàng thượng rất lo lắng. Ông ta cảm thấy mình đã không cách nào khống chế Tần Châu, nhưng trong tay Tần Châu nắm binh quyền. Nàng ta cứ nhất quyết không chịu phát binh, nếu ép nàng ta nóng lên, ông ta trái lại sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Bởi vậy, ông ta bảo Lão Thái Thái Tần gia đi nói chuyện với Tần Châu. Chỉ là Lão Thái Thái Tần gia không thuyết phục được Tần Châu, trái lại đưa ra một kế sách. Kế sách này chính là ép Tần Châu làm phản, bảo nàng giúp đỡ Sở Nguyệt Vương gia ngồi lên ghế rồng, ông ta lại chuẩn bị giả chết. Trấn Quốc Vương gia tạo phản cũng là bị Lão Thái Thái Tần gia khuyến khích. Điều này làm Tần Châu và Mộ Dung Khanh lơ là mất cảnh giác. Bởi vì, lúc đó Mộ Dung Khanh đã thuyết phục được Long Lão Tướng Quân, để Long Lão Tướng Quân liên hệ với người phái chủ hòa. Lạc Thân Vương lại ngắt lời hắn ta, người nói Mộ Dung Khanh liên lạc với Long Lão Tướng Quân. Long Lão bằng lòng đứng ra sao? Bằng lòng. Lông mày Lạc Thân Vương không khỏi giãn ra, nếu ngay cả Long Lão cũng tin Mộ Dung ra, nói vậy hắn thật sự không muốn chiến tranh mới bằng lòng bỏ xuống thân phận qua Bắc Mạc. Ngược lại không phải là dở quỷ kế gì. Ừ, đúng vậy, Hoàng đế mới đăng cơ, Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai trở về Đại Chu. Nhưng vào lúc này lại truyền đến tin tức Tần Châu giết chết Vương Hoàng hậu, bị nhốt vào đại lao của hình bộ. Vương gia thử suy đoán xem, nếu tội danh của Tần Châu thành lập, ám sát Hoàng hậu sẽ là tội gì. Cho dù Bắc Mạc có thể dùng công lao và sai lầm bù trừ lẫn nhau, Tần Châu cũng không thể nắm binh quyền, nàng ta sẽ bị lấy mất quân tịch. Đến lúc đó, binh quyền được thu về, Hoàng thượng sẽ bảo Vương gia dẫn binh về triều, giết chết Sở Nguyệt. Lạc Thân Vương thò tay ra, ngăn Thiên Cơ Tử nói tiếp, ánh mắt hắn ta tối dần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người mà Thiên Cơ Tử nói quá xa lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ huynh trưởng thân thiện trong ấn tượng của hắn ta. Thật lâu sau, hắn ta mệt mỏi nói, bao giờ người mà người nói tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bi thảm ở núi Lang Vĩ trở về, bảo bọn họ tới gặp bản vương. Thiên Cơ Tử nói, nếu vương gia muốn nghe cũng được. Tại hạ tiến cử hai người cho vương gia. Hai người này được người của tại hạ cứu từ Bắc Mạc về, cũng là người bị hại trong vụ thảm kịch ở núi Lang Vĩ. Râu mép của Lạc Thân Vương rung lên, cái gì? Các ngươi còn cứu được người về? Đó là nạn dân sao? Nhanh, nhanh truyền. Không phải nạn dân, bởi vì thân phận của hai người này tương đối đặc biệt, cho nên sau khi người của tại hạ cứu bọn họ về, vẫn để bọn họ ẩn thân ở trong viện Nam Ca. Trong viện Nam Ca, ngươi lại giấu bọn họ ở trong Tần Lâu à? Lạc Thân Vương trừng mắt hỏi. Thiên Cơ Tử bất đắc dĩ nói, cũng chẳng còn cách nào. Khi người của tại hạ cứu bọn họ còn đang bị đuổi giết, một người trong đó bị thương, nếu không cẩn thận, sợ sẽ bị người truy sát đuổi kịp, sẽ hại hai người chết một cách oan uổng. Bọn họ có thân phận gì? Lạc Thân Vương hỏi. Thiên Cơ Tử nói, một người trong đó trên là A Cảnh, thị vệ bên cạnh Tần Châu. Còn một người khác, nàng ta không thừa nhận thân phận còn giả làm đàn ông, chưa từng tiết lộ gì với người của tại hạ. Chẳng qua vì người của tại hạ ở Kinh Đô đã từng để ý tới chuyện của người này, biết thân phận của nàng ta là Nhu Giao huyện chúa của Đại Chu. Nhu Giao huyện chúa, Lạc Thân Vương suy nghĩ một lát mới nói, Đại Chu nhiều huyện chúa tới mức nào. Bản vương không quen. Đó là cháu gái của Hoàng Thái Hậu Đại Chu đã qua đời, người của Tôn gia. Sao huyện chúa này lại ở núi Lang Vĩ? Nàng ta đi theo Hạ Thương Mai tới đấy à? Sao Hạ Thương Mai lại muốn dẫn một huyện chúa cao quý như vậy qua Bắc Mạc? Lạc Thân Vương chợt nghi ngờ. Thiên Cơ Tử giải thích, tuy Nhu Giao huyện chúa này có địa vị danh môn nhưng không giống với các thiên kim khuê tú khác. Nàng ta từng thành thân, sau khi phu quân qua đời thì học y thuật. Trong trận ôn dịch này, nàng ta cũng bỏ ra không ít công sức. Một huyện chúa, một vương phi, một vương gia, còn có một tôn tiểu thư Trần gia. Ôi! Hoàng gia của Đại Chu mới là người sống chứ. Lạc Thân Vương không khỏi thở dài. Không thể nào,
các nàng vốn hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết đấy. Mời bọn họ đến đây đi, bản vương muốn gặp nàng ta, cô gái kỳ lạ này. Thiên Cơ Tử nói, được, tại hạ sai người đi mời bọn họ. Thiên Cơ Tử đứng lên chắp tay rồi xoay người ra ngoài. Sau một canh giờ, một chiếc xe ngựa màu xanh dừng lại ở cửa Lạc Thân Vương phủ. A Cảnh nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó vén rèm đỡ Nhu Dao xuống. Nhu Dao mặc trang phục đàn ông màu trắng, người rất gầy yếu, gương mặt còn tái nhợt. Cho dù nàng ta mặc trang phục của đàn ông, nhưng gương mặt xinh đẹp, tinh tế khiến người ta vừa nhìn cũng nhận ra là phụ nữ. Thiên Cơ Tử đứng ở cửa đón, Tôn Công Tử, A Cảnh, cực khổ rồi. Ngôn tình hay. Nhu Dao bước lên, chắp tay nói, còn chưa chính thức cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng. Tôn Công Tử khách sáo. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn nàng ta, sắc mặt Tôn Công Tử dường như đỡ hơn, có khá hơn chút nào không? Tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn tiên sinh. Nhu Dao trả lời nói. Vậy là tốt rồi, vương gia mời hai người vào trong. Thiên Cơ Tử nghiêng người mời. A Cảnh đỡ Nhu Dao bước lên bậc thang đá, hắn ta vẫn im lặng, cũng tương đối đề phòng Thiên Cơ Tử. Hắn ta thấy Thiên Cơ Tử vẫn nhìn Nhu Dao thì cản bên cạnh nàng ta, giữ khoảng cách nhất định giữa nàng ta và Thiên Cơ Tử. Nhu Dao ghé sát tai hắn ta khẽ nói, không sao. Nếu hắn muốn hại chúng ta thì có thể ra tay từ lâu rồi. A Cảnh ừ một tiếng nhưng vẫn có vẻ cảnh giác. Hai người bước vào, hai người nhìn thẳng, đi theo Thiên Cơ Tử. Sau khi đi qua hành lang gấp khúc, thấy hòn non bộ đứng lặng giữa hồ nước phía xa, sóng lấp lánh, cảnh tương tuyệt đẹp. Thiên Cơ Tử dẫn theo hai người tới cửa thư phòng, lại cho hạ nhân bước vào trong thông báo. Một lát sau, Lạc Thân Vương cuối cùng tự mình ra đón. Nhu Dao và A Cảnh khẽ run nhưng lập tức hiểu rõ, sợ rằng Thiên Cơ Tử đã sớm biết thân phận của bọn họ. Nhu Dao cũng không giả vờ là đàn ông nữa, phúc thân nói, Nhu Dao ra mắt vương gia. A Cảnh cũng chắp tay nhưng không xưng hô, cũng không vấn an. Huyện chúa, Lạc Thân Vương đáp lễ, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhu Dao. Dáng vẻ của Nhu Dao ngoài dự đoán của hắn ta chẳng thể ngờ được, một người vượt ra khỏi quốc gia để trị liệu ôn dịch hẳn phải có ý chí kiên nghị, thế mà lại là một người phụ nữ mảnh mai yếu ớt như vậy. Mau mời vào, Lạc Thân Vương nói xong lại tự mình đi vào trước. Nhu Dao bước qua ngưỡng cửa, nhưng khi bước đi hơi khó khăn, chợt lảo đảo. Thiên Cơ Tử thấy thế thì vội bước tới đỡ. Nhưng A Cảnh đã bước tới, đẩy Thiên Cơ Tử qua một bên và thản nhiên nói, ta tới là được rồi, không phiền tiên sinh. Thiên Cơ Tử thản nhiên cười, được. Sau khi bước vào thư phòng, Lạc Thân Vương mời hai người ngồi xuống. Nhưng A Cảnh chỉ đỡ Nhu Dao ngồi xuống, bản thân đứng bên cạnh nàng ta. Chương 677, Nhu Dao nói ra sự thật. Sau khi Nhu Dao ngồi xuống thì nói lời cảm ơn với Lạc Thân Vương, tiên sinh bên cạnh vương gia đã cứu chúng ta vẫn luôn muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với vương gia, chỉ là trước đó trong người ta còn vết thương, không ra cửa được, bây giờ đã khỏe hơn, lại được tiên sinh mời, ta cũng nhân cơ hội này nói lời cảm ơn với vương gia, cảm ơn vương gia cứu mạng. Nói xong, nàng ta đứng dậy khom người. A Cảnh vội vàng đỡ lấy, cũng khom người xuống. Huyện chúa mau ngồi xuống, bản vương không dám nhận. Lạc Thân Vương xấu hổ nói, thật ra huyện chúa hiểu lầm rồi, bản vương không hề sai tiên sinh đến cứu các ngươi, trên thực tế, hôm nay bản vương cũng mới biết các ngươi ở Nam Quận. Nhu Dao giật mình nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử giải thích, người cứu các ngươi là một số bạn bè trong giang hồ của tại hạ, bọn họ xuất thân dân gian, khó tránh khỏi sẽ có phong thái giang hồ, vì vậy có lẽ trên đường trở về hơi bất kính với huyện chúa thứ tội. Nhu Dao lắc đầu, không quan trọng. Nếu không phải bọn họ ra tay cứu giúp, ta và A Cảnh đều sẽ chết dưới tay truy binh. Quả thật, trên đường đến Nam Quận, thái độ của đối phương khá là thô lỗ, hở một tí là mắng chửi, nếu không phải nàng ta bị thương nặng, e rằng A Cảnh đã sớm đánh nhau với bọn họ. Nhưng cho dù như thế nào, cái mạng này cũng coi như được bảo vệ rồi. Thiên Cơ Tử nói, là như vậy, huyện chúa, hôm nay lỗ mãng mời người đến là vì vương gia muốn hiểu rõ chuyện núi Lang Vĩ. Người có thể nói rõ ràng đầu đuôi chuyện này một lần không? Nhu Dao nhìn Lạc Thân Vương, cẩn thận suy nghĩ, Thiên Cơ Tử cứu được bọn họ, lại chậm chạp không báo cho Lạc Thân Vương, cộng thêm trước đó A Cảnh đã từng nói với nàng ta, tình cảm huynh đệ giữa Lạc Thân Vương và Sở Kính vô cùng vững chắc hẳn hắn ta sẽ không tin Sở Kính làm chuyện như vậy. Còn vì sao hôm nay lại đột nhiên gọi bọn họ đến, sợ là trong kinh xảy ra biến cố. Nàng ta chậm rãi bước lên trước một bước,
A Cảnh lo lắng đỡ nàng ta, nói, người ngồi là được rồi. Nhu Dao khẽ nói, không sao. Nàng ta vẫn nhìn Lạc Thân Vương, sau đó khẽ xốc váy mình lên, kéo lên ống quần được may rộng rãi, lộ ra đôi chân. Lạc Thân Vương vội vàng quay mặt sang nơi khác, không vui nói, huyện chúa, tự trọng. Nhu Dao nói, vương gia, trước khi nói, người thử nhìn đôi chân này của ta, sau khi nhìn, có lẽ vương gia sẽ tin lời ta nói. Lạc Thân Vương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống chân Nhu Dao, chỉ vừa liếc nhìn, cả người chợt sững lại. Nàng ta vén đến trên đầu gối, dưới đầu gối chính là vết sẹo bỏng rất kinh khủng, nơi bụng chân còn có lở loét, thật ra vết thương của nàng ta cũng chưa khỏi hẳn, chỉ là vừa rồi thấy nàng ta bước đi không hề lộ rõ sự bất tiện, xem ra là nàng ta cố gắng nhịn đau, thảo nào người đàn ông kia lại căng thẳng như vậy. A Cảnh kéo ống quần giúp nàng ta, sau đó buông váy lại, đỡ nàng ta ngồi xuống rồi nói, không cần cho người ta nhìn, người nói, hắn ta tin thì tin, không tin thì thôi. Sắc mặt A Cảnh rất khó coi, hắn ta không thông minh bằng Nhu Dao, nhưng có thể nhìn thấy mục đích Lạc Thân Vương gọi bọn họ đến hôm nay. Người của Sở gia, ngoài An Công Chúa và Sở Nguyệt Vương gia, hắn ta không hề có ấn tượng tốt với bất kỳ ai khác nữa. Nhu Dao bắt đầu nói, chúng ta đã định ra kế hoạch, đi Ngự Thú Huyền trộm lương thực và dược liệu. Sau khi di chuyển từ Mộc Trại đến núi Lang Vĩ, lương thực và dược liệu đều là đồ vật vô cùng cấp bách, nếu không có hai thứ này, mọi người đều không sống nổi. Tần Châu nói một mình nàng ta đi dò đường, nhưng bởi vì nhất định phải lập tức dùng dược liệu nên Thương Mai quyết định xuống núi cùng Tần Châu, trộm một ít dược liệu trở về trước. Sau khi hai người bọn họ xuống núi, thật ra ta rất lo lắng, bởi vì ta cũng không hoàn toàn đối xử chân thành với Tần Châu, trước đó nàng ta không tin tưởng chúng ta. Cảm thấy mục đích chúng ta đến Bắc Mạc không phải để cứu vớt nạn dân và người bị bệnh dịch, từng nói năng lỗ mãng, chỉ là, Thương Mai nói tin rằng trong lòng nàng ta có người dân. Nên chúng ta tạm thời tin tưởng nàng ta. Khi Nhu Dao nói, Thiên Cơ Tử nhận trà mà hạ nhân từ ngoài cửa đưa vào, hắn ta xua tay cho hạ nhân lui ra, còn mình thì dâng trà lên. Nhu Dao tiếp nhận chén trà, bàn tay khẽ run, đáy mắt còn mang theo hoảng sợ và phẫn nộ, ký ức tựa như dã thú, gặm nhấm nỗi lòng nàng ta. Nàng ta uống một ngụm trà, sau đó cố gắng dùng từ ngữ hòa nhã thuật lại, ta nhớ khoảng cuối giờ hợi đêm đó, rất nhiều người đều ngủ rồi, bởi vì muỗi trong núi nhiều, ta sợ muỗi đốt người bệnh khiến cho bệnh tình nặng thêm nên nhân lúc trời tối chưa ngủ. Cùng Loan Loan, Loan Loan là cháu gái của Trần Thái Quân Đại Chu, hai người chúng ta đốt lá ngải cứu chống muỗi ở xung quanh, bởi vì ban ngày có quan binh thị vệ của Tần Châu trông coi ở nơi này, vì vậy chúng ta cũng khá yên tâm. Tay của nàng ta càng run kịch liệt hơn. Làm xong tất cả thì cũng đã qua giờ tí, ta và Loan Loan lại đi kiểm tra mấy người bệnh nghiêm trọng một lượt, nếu không có thuốc, sợ rằng mấy người bệnh này không sống qua được hai ngày, nếu Thương Mai có thể lấy thuốc bọn họ mới có thể sống sót, vì để bọn họ có thể chống chọi tiếp, đêm đó ta đun một ít thuốc còn sót lại cho bọn họ uống, khi rời khỏi doanh trướng chợt nghe thấy tiếng chạy vội vã của thị vệ và quan binh ở bên ngoài, ta kéo lại một người trong đó chính là A Cảnh. A Cảnh bảo chúng ta nhanh chóng trở về doanh trướng. Nói phát hiện tình huống bất thường, ta và Loan Loan cũng không trở về phòng mà đi theo xem tình hình, chúng ta vừa đi đến đầu đường núi Lang Vĩ thì nhìn thấy có một đội người ngựa đi lên núi, lúc ấy đường núi đen kịt, chúng ta cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng ước chừng lên đến mấy nghìn người, A Cảnh và mấy chục quan binh thị vệ chặn ở đầu đường cho chúng ta trở về lập tức sơ tán nạn dân, ta và Loan Loan vội vàng chạy trở về, tiện tay nhặt một chiếc nồi lên gõ mạnh. Nhưng đã quá muộn rồi, mũi tên có lửa bay đến như mưa. Bắn trúng doanh trướng và cây cối khô ráo, mấy nghìn người cùng nhau tiến lên, quan binh thị vệ căn bản không ngăn cản nổi. Giọng nói của Nhu Dao vô cùng khản đặc, mang theo giọng mũi nồng đậm. Lạc Thân Vương nghe đến đó, sắc mặt đen như đáy nồi, tay cầm chén trà, hai ngón tay siết chặt vang lên tiếng lạch cạch. Hắn ta không lên tiếng mà chờ đợi Nhu Dao từ từ nói tiếp. Thế lửa lan tràn rất nhanh, chúng ta sơ tán rất chậm, trong lửa cháy bừng bừng, khói đặc dâng lên cuồn cuộn. Vì mạng sống, mọi người liều mạng chạy, ta tận mắt trông thấy những thanh trường kiếm đó đâm vào ngực thôn dân, máu bắn ra tung tóe, trẻ nhỏ người già, ai cũng không buông tha, đó là một trận tàn sát tựa như địa ngục, trước mắt không phải ánh lửa khói đặc thì là máu tươi, là tiếng kêu rên thảm thiết, đời này ta chưa từng gặp cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội, giọng điệu cũng không cách nào bình tĩnh lại, trở nên cao vút bén nhọn, lúc ấy ta vốn đã ra ngoài. Nhưng lại nhìn thấy một thôn dân bị quan binh đuổi theo, đó là một người tốt, ta không thể thấy chết không cứu, ta chạy lại, nhưng ta không cứu được hắn, lại tận mắt nhìn hắn ngã trong vũng máu,
đầu óc ta như sắp nổ tung, cầm dao găm tiến lên, nghĩ rằng dù sao cũng chết, tốt xấu gì cũng giết thêm mấy tên, ta giết liên tiếp ba người, cuối cùng bị cướp mất dao găm đó đâm vào bụng ta. Lửa cũng đã lan đến, ta biết mình chết chắc rồi, nên lớn tiếng mắng chửi, nhưng người kia lại không lập tức ra tay mà cướp hết của cải trang sức trong người ta. Sau khi cướp đoạt xong muốn ra tay, A Cảnh đến cứu ta, dao găm của A Cảnh đâm vào bụng người kia, ôm ta chạy trốn, khi chúng ta lao ra, váy của ta đã bị lửa bén vào, nhưng lại không cách nào dừng lại dập lửa, bởi vì đang có mười mấy người đuổi theo chúng ta. Nhu Dao không nhịn được run rẩy cả người, là căm giận, cũng là sợ hãi, một cô nương trải qua ranh giới sống chết như vậy, ai mà không sợ hãi. Chương 678, An công chúa vui vẻ rồi. A Cảnh khẽ vỗ bả vai Nhu Dao, nói, người đừng nói nữa, sau đó để ta nói. Hắn ta lấy chén nước của mình đổi cho Nhu Dao, vì không mở nắp nên chén này của hắn ta khá ấm, uống một ngụm trước, chén này của ta vẫn còn ấm. Nhu Dao nhận lấy, cảm kích nói, cảm ơn. A Cảnh buông nàng ta ra, sau đó nhìn Lạc Thân Vương, sau đó ta dẫn huyện chúa ẩn núp, có lẽ truy binh biết thân phận của huyện chúa và ta nên đuổi theo không bỏ, chúng ta vẫn luôn ẩn núp trong thôn làng vắng vẻ. Bởi vì ngoài việc bị thương ở chân, bụng huyện chúa còn bị dao đâm, để che giấu tai mắt của người khác, huyện chúa mặc đồ nam, bởi vì chạy không ngừng nghỉ, vết thương của huyện chúa không được chữa trị tốt, vì vậy có một lần vết thương chuyển biến xấu, cuối cùng vẫn bị truy binh đuổi kịp, một mình ta khó đánh lại đối phương. Cộng thêm bôn ba mấy ngày đã tiêu hao nhiều thể lực, mắt thấy sắp chết dưới kiếm của đối phương, người của tiên sinh xuất hiện cứu chúng ta, lại ép, đưa chúng ta đến Nam Quận, đây chính là đầu đuôi câu chuyện. Lời của A Cảnh đơn giản trực tiếp, kể lại ngắn gọn nhưng vô cùng rõ ràng. Sau khi Lạc Thân Vương nghe xong, hồi lâu không nói chuyện, nhưng lồng ngực chập trùng liên tục, giống như đang cố gắng kìm nén căm giận. Vương gia không tin, Nhu Dao hỏi một câu. Lạc Thân Vương ngẩng đầu, hít vào một hơi thật sâu, nhìn Nhu Dao, bản vương tin, trước khi các ngươi đến bản vương cũng đã tin việc này rồi, lúc ấy các ngươi cũng là người bị hại, nghe các ngươi nói, trái tim của bản vương, khó chịu không nói nên lời. Tức giận không nói nên lời. Nhu Dao cắn môi, hỏi một câu đã kiềm chế dưới đáy lòng rất lâu, vương gia, trên núi Lang Vĩ có bao nhiêu người trốn thoát? Bọn họ bị đuổi giết suốt dọc đường, không biết sự việc thay đổi như thế nào, sau khi đến Nam Quận, có người trông coi, vốn không cách nào ra ngoài dò hỏi tin tức, mà Kinh Đô và Nam Quận cũng cách khá xa, tin tức cũng sẽ không thể truyền đến nhanh như vậy. Nhưng, chắc hẳn Lạc Thân Vương biết. Mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn lo lắng. Không biết Thương Mai và Loan Loan thế nào, càng không biết bây giờ Bắc Mạc đã loạn ra sao, phải chăng nạn dân đều bình an. Mỗi ngày những chuyện này đều chặn ngang lồng ngực nàng ta không cách nào yên tâm dưỡng thương, khiến cho vết thương vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Thiên Cơ Tử trả lời, chừng 600 người chạy thoát, người yên tâm, người của Đại Chu đến đều rất tốt, Nhiếp Chính Vương Phi và Tôn Tiểu Thư của Trần Gia đã trở về Đại Chu. Thật sao, Nhu Dao lập tức yên tâm. Trên khuôn mặt tái nhợt lẫn lộn vui mừng và sợ hãi, các nàng đều an toàn trở về Đại Chu. Nhưng, nàng ta lại lập tức trở nên đau buồn, mấy nghìn người chết, bọn họ đều là dân chúng vô tội, người nắm quyền sao lại tàn bạo đến vậy. Lạc Thân Vương đứng lên thi lễ với Nhu Dao, bản vương thay mặt dân chúng Bắc Mạc cảm ơn huyện chúa, cũng thay mặt Sở Kính nhận tội với huyện chúa yên tâm, chắc chắn bản vương sẽ sai người hộ tống ngươi trở về Đại Chu an toàn. Cảm ơn vương gia, Nhu Dao nói. Tiên sinh, phiền ngươi thu xếp cho huyện chúa, chờ vết thương của huyện chúa khỏi hẳn thì sắp xếp người đưa bọn họ trở về. Lạc Thân Vương sai bảo. Vâng, vương gia, Thiên Cơ Tử thở dài một hơi, đây là sắp xếp thỏa đáng nhất, trước đó khi cứu hai người này, vương gia vẫn luôn vô cùng có thành kiến với Tần Châu và đoàn người Nhiếp Chính Vương của Đại Chu, bởi vậy hắn ta chậm chạp không dám đề cập đến, cũng không dám đưa đi. Bây giờ thế này, thật sự tốt quá rồi. A Cảnh lại hỏi, tiên sinh, bây giờ tình hình Kinh Đô thế nào? Đại tướng quân thế nào? Thiên Cơ Tử nói, chờ các ngươi được bố trí ổn thỏa, tại hạ sẽ từ từ nói cho các ngươi nghe. Hắn ta tự mình đưa hai người đến Tô Hà Viên bên cạnh Lan Hương Viên ở, phân phó tất cả công việc xong, hắn ta điều chỉnh lại vẻ mặt, đi vào Lan Hương Viên. An công chúa đã tỉnh lại, Thiên Cơ Tử nói với nàng ta. Nhu Dao huyện chúa và tiên phong A Cảnh bên cạnh Tần đại tướng quân từ Đại Chu đến đang ở ngay sát vách, nếu công chúa đã đỡ hơn thì gọi bọn họ đến gặp. Nhu Dao, An công chúa vội vàng chống người dậy, ngạc nhiên nói, nàng còn sống. Đúng vậy, người của tại hạ cứu được bọn họ, Thiên Cơ Tử nói.
tốt quá rồi, bây giờ bản cung đi gặp. Nói xong, nàng ta lập tức muốn vén chăn xuống giường. Công chúa, Thiên Cơ Tử vội vàng ấn vai nàng ta xuống, nhưng lại chợt rút tay về. Công chúa, trong người người vẫn còn vết thương, không thể tùy tiện đi lại, mà Nhu Giao huyện chúa cũng đang bị thương, trước cứ để bọn họ nghỉ ngơi đã, tối nay lại gọi bọn họ đến là được. Vết thương của Nhu Giao có nghiêm trọng không? An công chúa nghe thấy Nhu Giao bị thương, vội vàng khẩn trương hỏi. Là vết bỏng, còn vết dao đã khỏi hẳn. An công chúa nghe thấy Nhu Giao bị bỏng, không nhịn được thở dài một tiếng, Bắc Mạc chúng ta nợ người của Đại Chu rất nhiều. Vâng, Thiên Cơ Tử muốn gọi người đến dìu nàng ta nằm xuống, nhưng An công chúa đã tự nằm xuống rồi. Đột nhiên Thiên Cơ Tử mỉm cười, công chúa, người thật sự rất biết nhịn đau. Hắn ta cúi người đưa tay muốn kéo chăn mềm cho An công chúa. Khi An công chúa nghe hắn ta nói câu này, bỗng nhiên vươn đầu lên, hai cái đầu cụng vào nhau, An công chúa, ôi chao, một tiếng, sau đó tỏ vẻ đau khổ nói, đau chết được. Xin lỗi, xin lỗi. Thiên Cơ Tử vội vàng nói xin lỗi, sau đó giơ tay ra lau trán nàng ta, còn đau không? An công chúa phì cười, không phải ngươi nói ta biết nhịn đau sao? Vết đau ta còn không sợ, nào lại sợ cái đầu gỗ này của ngươi đụng vào chứ? Sắc mặt Thiên Cơ Tử đỏ lên, mất tự nhiên thu tay lại, mỉm cười, công chúa chơi xấu. An công chúa nhìn hắn ta, thấy khuôn mặt trắng nõn của hắn ta trở nên đỏ ửng, không ngờ hắn ta lại là một người dễ thẹn thùng đỏ mặt thế này. Nàng ta không nhịn được cười nói, tiên sinh vang danh thiên hạ, tài hoa cơ trí hơn người, lại nhạy cảm dễ thẹn thùng như vậy, thật khiến bản cung kinh ngạc, chỉ là, tối qua ngươi nhìn thấy cơ thể của bản cung. Nàng ta nói xong thì nhìn chằm chằm hắn ta, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc, chờ bản cung khỏi, tự bản cung đến lấy hai con mắt của ngươi xuống. Hả, Thiên Cơ Tử nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, gương mặt không nhịn được đỏ bừng bừng, lỗ tai cũng đỏ rực, đầu cũng nóng ran, chuyện này xin lỗi. Tại hạ không cố ý. Tất nhiên hắn ta biết An công chúa đang nói đùa, chỉ là, lại nói, đúng là hắn ta đã nhìn, lại còn liếc mấy lần. Thật sự đẹp. Tâm trạng An công chúa tốt hơn, nhìn danh sĩ đệ nhất bị mình trêu đùa cho luống cuống tay chân, cũng cảm thấy mình hơi ác, cười nói, được rồi, bản cung tâm trạng tốt, đùa ngươi chút thôi, tiên sinh bỏ qua cho. Thiên Cơ Tử nhìn nàng ta, mặt như đang sốt không, công chúa có thể nói đùa. Chứng minh rất nhiều chuyện không vui đã rời khỏi đáy lòng công chúa, tại hạ vui vẻ, không phải, tại hạ vui vẻ thay công chúa. An công chúa nhìn kỹ khuôn mặt hắn ta, còn cả đáy mắt nóng rực như lửa kia, chợt nhớ đến lúc nàng ta bị thương, hắn ta nói ở bên tai nàng ta, tất cả mọi chuyện, tại hạ đều sẽ xử lý ổn thỏa cho người. Bất chợt, mặt của nàng ta cũng như bị lửa thiêu đỏ, nàng ta nhắm mắt lại, chậm rãi nói, vậy bản cung ngủ một lát đã, tiên sinh cứ tự nhiên. Chương 679, dự định của Lạc Thân Vương. Thiên Cơ Tử hơi lúng túng đi ra ngoài, ở cửa ra vào, tự tát hai phát thật mạnh lên má mình, xem ngươi giống thứ gì vậy. Như một tên ngốc mới biết yêu vậy, nói chuyện cũng không lưu loát, động một chút là đỏ mặt, ngươi đỏ cái gì chứ? Mất mặt, mất mặt. Hắn ta sải bước đi, đang muốn xuống bậc thềm, lại nhìn thấy một khuôn mặt nghênh ngang lắc lư trước mặt mình, hắn ta giật nảy mình, nhìn thẳng người đó, tức giận nói, ngươi ở đây làm gì? Tôn Dương chống hông, vành mắt đen xì lộ ra, nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, tiên sinh ngài bị chúng ta sao? Đầu tiên là tự đánh mình một phát tát, sau đó còn nói mình mới biết yêu, người coi trọng ai vậy? Nói bậy nói bạ, Thiên Cơ Tử chợt quay đầu liếc nhìn, sau đó che miệng hắn ta rồi kéo hắn ta xuống, nhưng không được phép nói bậy, tại hạ chưa từng nói như vậy. Tôn Dương a á kêu đau, trước đó bị ám vệ bên người công chúa đánh một trận, bây giờ cơ thể vẫn còn đau nhức. Nào chịu được đẩy loạn như vậy? Tiên sinh ngài thất thố rồi. Tôn Dương vịn vào thân cây, giữ một khoảng cách với Thiên Cơ Tử, đừng đến đây, trước đây ngài nói chuyện đều không thở mạnh, hôm nay còn giơ tay đẩy ra, ngài mới biết yêu cũng không thể thế này được. Im miệng, Thiên Cơ Tử tức giận trừng mắt lườm hắn ta mới nói là, đậu nành hôm nay mới mua cho công chúa ở trong phòng bếp đã nở rồi, có thể nấu, công chúa thích ăn. Ta, tiên sinh vẫn luôn xưng là tại hạ. Tôn Dương lại càng cảm thấy hắn ta kỳ lạ, đậu nành nở. Đừng ức hiếp thuộc hạ không có học vấn, thuộc hạ biết đậu nành không cần nở cũng có thể nấu. Thiên Cơ Tử bước nhanh về phía trước, không muốn nói chuyện với ngươi. Tôn Dương khập khiễng đuổi theo, nói một chút coi, nói một chút thôi, nói xem sao bây giờ đậu nành của ngài mới nở chứ. Ngài cũng hơn 30 rồi, trước đó đậu nành của ngài cũng chưa từng nở sao.
Trước đây ngài là người oai phong bản lĩnh nhường nào, thuộc hạ không tin đậu nành của ngài chưa từng nở đâu. Ngươi còn nói, ta xé nát miệng của ngươi. Trong lòng, An công chúa lặng lẽ nghe tiếng bên ngoài, thính lực của nàng ta vẫn luôn rất tốt. Nàng ta cong môi, lạnh nhạt cười, sau đó nụ cười lạnh nhạt này dần dần trở lên ấm áp. Thiên cơ tử. Thật ra, nếu như ngươi vẫn luôn lẻ loi một mình chiến đấu, ngươi sẽ đặc biệt khát vọng có người có thể đứng bên cạnh ngươi, nói với ngươi rằng đừng sợ, chuyện gì ta cũng sẽ giải quyết ổn thỏa giúp ngươi. Nếu có người nói với ngươi như vậy, chắc chắn trái tim ngươi sẽ chìm đắm, đặc biệt là, người kia còn rất đẹp trai. Thiên cơ tử tống cổ con ruồi Tôn Dương khiến người ta chán ghét này đi xong, chỉnh lại trang phục, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, lúc này mới gõ cửa thư phòng. Mới vừa đi vào đã thấy Lạc Thân Vương viết xong một bức thư, thấy hắn ta tiến vào, nói, ngươi cho người thúc ngựa ngày đêm mau chóng đưa phong thư này đến kinh đô báo với Hoàng Huynh, nói bản vương sẽ dốc sức giúp đỡ, ít ngày nữa sẽ xuất quân tiến về phía Bắc. Vương gia, thiên cơ tử khẽ giật mình. Lạc Thân Vương nói, tiên sinh chỉ cần làm theo. Sau đó, hắn ta lấy ra một phong thư khác đưa cho thiên cơ tử, phong thư này là đưa cho Mộ Dung Khanh, bảo hắn dốc hết sức cứu Tần Châu. Sau đưa Tần Châu đến Đại Chu, trong vòng nửa năm không cần trở về. Thiên cơ tử lại không được rõ ràng, vương gia, ngài muốn làm gì? Thật sự dẫn mình quay lại. Không sai, Lạc Thân Vương cười lạnh, đáy mắt lộ vẻ sắc bén, bản vương cũng nên tính toán rõ ràng mối hận cướp vợ giết con với hắn rồi. Đáy lòng thiên cơ tử đang lên kích động, vương gia định làm gì? Lạc Thân Vương đi xuống nói, không phải hắn ta vẫn luôn muốn binh mã của Tần Châu sao? Nhưng nếu như Tần Châu còn sống, hắn ta không thể điều động những người này được, lão thái thái Tần gia có thể điều động một số thuộc hạ cũ, nhưng dù sao cũng không nhiều thuộc hạ cũ lắm, vì vậy Tần Châu rời đi, mấy trăm nghìn binh mã này cũng để đó không dùng được, hắn ta chỉ có thể nhìn mà không thể động, binh mã duy nhất mà hắn ta có thể điều động chính là hơn 10.000 vệ binh phòng bị kinh đô và cấm quân, chỉ có điều, những người này cộng lại cũng không đến 40.000 người. Bản vương dẫn đầu 150.000 binh mã trở về. Kinh đô sẽ nằm trong lòng bàn tay bản vương, trước tiên bản vương giả vờ dụ lấy lòng tin của hắn ta và Tần lão phu nhân, sau đó từ từ vạch trần bộ mặt thật của hắn ta, bản vương tính toán, chắc hẳn nửa năm là đủ rồi. Khuôn mặt thiên cơ tử lộ ra vui cười, hay cho một chiêu đóng cửa đánh chó, tại hạ hiểu rõ rồi, phong thư này chính là để cho hắn ta yên tâm, cho dù Tần Châu mất tích cũng không cần xuất chiêu lung tung, để Mộ Dung Khanh có thể thuận lợi mang Tần Châu rời đi. Bởi vì vương gia đã dẫn binh đến, tất cả đều phải chờ vương gia đến rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Đây là thứ nhất, thứ hai, bản vương sợ hắn tức nước vỡ bờ, gây bất lợi cho Sở Nguyệt. Hắn ta khẽ thở dài, thật ra, sao bản vương lại không biết Sở Nguyệt là lựa chọn làm hoàng đế tốt nhất chứ? Chỉ là, trước đó hiểu nhầm hắn ta giết cha đoạt quyền nên mới có thành kiến với hắn ta, bây giờ tất cả hiểu nhầm đều đã xóa bỏ, người thúc thúc như bản vương đây vẫn hy vọng có thể giúp hắn ta một tay. Thiên cơ tử gật đầu, nhưng chợt nhớ đến một người, vậy thái tử thì sao? Vương gia định xử lý thái tử như thế nào? Lạc Thân Vương ngẫm nghĩ, dù sao hắn ta và bản vương cũng là chú cháu, phụ thân của hắn ta phạm sai lầm không liên quan đến hắn ta, vốn là ruột thịt, bản vương muốn cho hắn ta 5.000 người, để hắn ta tự lập môn hộ ở Đông Hải. Lạc Thân Vương cũng không biết quyết định này chính là thả hổ về rừng, ở Đông Hải. Người thái tử vốn tầm thường không có chí tiến thủ này lại được người có tài giúp đỡ, chỉ mấy năm đã tập hợp được một nhóm người, giết về kinh đô. Được, tại hạ lập tức sai người thúc ngựa ngày đêm đến kinh đô, tin rằng 2 ngày là đến. Đưa thư cho Mộ Dung Khanh trước, 1 ngày sau rồi đưa cho Sở Kính. Vâng, thiên cơ tử chắp tay cáo lui. Lạc Thân Vương nhìn thiên cơ tử rời đi, ánh mắt từ từ quay lại, lặng lẽ nhìn chén canh trên bàn đọc sách. Rất lâu sau. Hắn ta gọi người tiến vào. Vương gia, có dặn dò gì? Tôn Dương khập khiễng đi vào hỏi. Lạc Thân Vương đi về chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống lại nhìn thấy sắc mặt đặc sắc kia của Tôn Dương, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Tôn Dương ngượng ngùng nói, thuộc hạ, không cẩn thận đắc tội với người bên cạnh công chúa, bị đánh. Đáng đời, Lạc Thân Vương cười nói. Tôn Dương không phục nhìn Lạc Thân Vương, vương gia cũng không biết chuyện gì, sao đã nói là thuộc hạ đáng đời rồi. Người ta cũng không thể vô duyên vô cớ đánh ngươi một trận chứ. Được rồi, ngươi nói thử xem, vì sao người ta đánh ngươi? Bản vương phân xử cho ngươi. Tôn Dương chậm rãi liếc nhìn hắn ta, nào có thể nói ra chuyện này chứ? Cũng không thể nói rằng hắn ta cố ý đi chọc giận An công chúa. Sờ sờ đầu,
hắn ta ngượng ngùng nói, là thuộc hạ ngu dốt, nói sai rồi. Lạc Thân Vương hừ một tiếng, coi như ngươi vẫn tự biết lấy mình. Tôn Dương hỏi, vương gia cho gọi thuộc hạ có dặn dò gì? Ngươi điều tra ít việc giúp bản vương, Lạc Thân Vương thản nhiên nói. Mời vương gia nói. Lạc Thân Vương đưa tay vén nắp chén lên, giọng điệu lạnh nhạt, nhìn xem mấy ngày nay, bên phía Dương Trắc Phi có qua lại với người nào ngoài phủ hay không? Tôn Dương khẽ giật mình, vương gia. Đi đi, đừng hỏi nhiều, miệng của ngươi dùng để ăn là được rồi, cái khác, một câu cũng không được phép hỏi nhiều. Lạc Thân Vương lườm hắn ta. Thuộc hạ muốn hỏi là theo dõi Đại Dương Trắc Phi hay là Tiểu Dương Trắc Phi? Đều theo dõi kỹ càng cả hai, phái thêm mấy người, nhất định phải nhẹ nhàng cẩn thận, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Nét mặt Tôn Dương nghiêm túc, nhận lệnh rời đi. Chương 680, tên nội phản. Ở Lạc Thân Vương phủ mấy ngày, Nhu Giao và A Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vì ngoại trừ Lạc Thân Vương có vẻ tin tưởng bọn họ thì còn gặp được An Công Chúa. An Công Chúa nhìn thấy vết bỏng của Nhu Giao thì rất đau lòng, cũng rất tức giận, nàng ta trịnh trọng xin lỗi Nhu Giao, còn nói cho Nhu Giao biết là Thương Mai và những người khác rất lo cho nàng ta, tưởng nàng ta đã chết. Nhu Giao một lòng muốn nhanh chóng về nhà, bèn nghe lời dưỡng thương, y thuật của Thiên Cơ Tử tuy không tính là quá cao siêu, nhưng có thể bốc thuốc đúng bệnh, chỉ mấy hôm sau, vết thương của Nhu Giao đã đóng vảy. Chỉ là hắn ta tiếc nuối nói cho Nhu Giao biết, vết sẹo bỏng trên đùi nàng ta, sợ rằng sẽ đi theo nàng ta cả đời. Nhu Giao nghe thế cũng chỉ cười, không sao, dù sao cũng chẳng ai cần, có sẹo thì có sẹo thôi. Thiên Cơ Tử nghe thế, nhìn A Cảnh đứng bên cạnh như một khúc gỗ, hắn ta dường như chẳng lộ vẻ xúc động gì bèn nói, sao mà biết chẳng ai cần. Tướng mạo của huyện chúa cực kỳ xuất sắc, tâm tính hiền lành, chắc chắn có cả mớ nam tử đuổi theo ngài. Nhu Giao cười nói, cảm ơn sự an ủi của tiên sinh, ta cảm thấy một mình rất tốt. Mà ta cũng tự biết mình, ta từng thành hôn, sợ chắc không ai để ý ta nữa. Thiên Cơ Tử ẩn ý nói, cũng chưa chắc. Nhu Giao thấy sắc mặt hắn cao thâm khó dò, bèn cười nói, chẳng lẽ tiên sinh muốn nói với ta là tiên sinh định cưới ta ư? A Cảnh đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn Thiên Cơ Tử ho khan, vội vàng phủ nhận, tại hạ lớn tuổi rồi, cũng không ai cần, huyện chúa cứ đùa. Tiên sinh cũng chỉ mới hơn 30 thì sao mà lớn tuổi chứ? Thiên Cơ Tử run run, tại hạ vẫn tưởng mình là người đã 70-80 rồi, hóa ra chỉ mới hơn 30 sao. Nhu Giao cười, chắc hắn những năm qua tiên sinh đã trải qua nhiều chuyện lắm. Trong mắt Thiên Cơ Tử thoáng hiện sự phức tạp, chắc là vậy, có rất nhiều chuyện mà nay nghĩ lại cứ như chuyện của đời trước. Sắc mặt của Nhu Giao lập tức buồn bã, nghĩ lại chuyện khi trước, lúc nào nàng ta cũng cảm thấy như là chuyện của đời trước. A Cảnh thấy Nhu Giao đang nói chuyện vui vẻ thì lại trở nên buồn bã khi nghe Thiên Cơ Tử nói, không nhịn được mà lớn tiếng nói, huyện chúa cần nghỉ ngơi, mời tiên sinh trở về. Thiên Cơ Tử nhìn A Cảnh, thấy sắc mặt hắn ta khẩn trương bảo vệ người thì nở nụ cười, rồi nói với Nhu Giao, huyện chúa, đôi khi hạnh phúc chắc đang ở ngay bên cạnh, chỉ là ngài không thấy thôi. Được rồi, tại hạ không làm lỡ huyện chúa nghỉ ngơi nữa, cáo từ. A Cảnh, đưa tiên sinh về. Nhu Giao thấy lời nói của hắn có ẩn ý, nhưng cũng không hỏi. Dạ, A Cảnh chắp tay nhìn Thiên Cơ Tử rồi nói, tiên sinh, xin mời. Thiên Cơ Tử chắp tay rồi đi ra ngoài. Thư phòng Lạc Thân Vương phủ. Dương Trắc Phi dẫn theo thị nữ, xuất hiện ở cửa thư phòng. Tôn Dương mở cửa, nói, mời Dương Trắc Phi vào. Dương Trắc Phi sửa sang lại tóc tai, môi nở nụ cười dịu dàng rồi mở cửa đi vào. Thiếp chào vương gia. Giống như mọi khi, nàng ta cúi người hành lễ. Lạc Thân Vương ngẩng đầu khỏi đống văn án, râu ria che hết hơn nửa mặt, để lộ đôi mắt lấp lánh có thần. Hôm nay, đôi mắt đó sắc bén như dao, nhìn thẳng vào mặt Dương Trắc Phi. Trong lòng Dương Trắc Phi hơi hốt hoảng, nhưng sau đó tâm thần đã ổn định, vương gia, ngài gọi thiếp tới là cần căn dặn gì sao? Đến Nam Quận nhiều năm như thế, nàng có nhớ kinh đô không? Có nhớ phụ mẫu nàng không? Lạc Thân Vương hỏi. Ánh mắt của Dương Trắc Phi lập tức đầy buồn bã, vương gia à, nào có nữ nhi nào không nhớ nhung phụ mẫu của mình chứ? Chỉ là đường xá xa xôi, thiếp còn phải dẫn hỏa nhi theo nữa, không thể cứ luôn hồi kinh. Xưa nay nàng ta vẫn là một người con hiếu thuận, trả lời như thế thì rất đáng khen. Lạc Thân Vương nói, vậy thì tốt, hai ngày này bản vương sẽ lên đường hồi kinh, nàng về thu dọn đi, cùng bản vương hồi kinh. Vương gia muốn hồi kinh ư, Dương Trắc Phi sững sờ.
Đúng vậy, bản vương phải hồi kinh, lần này sẽ ở lại kinh đô một thời gian, thế nên hai tỷ muội nàng cùng hồi kinh với bản vương. Vương gia, chỉ có cả nhà chúng ta về thôi hay sao? Dương Trắc Phi thăm dò hỏi. Không, Lạc Thân Vương lạnh nhạt nói, lần này bản vương sẽ dẫn binh hồi triều, giúp đỡ Hoàng Huynh, nàng tranh thủ thu dọn đi, hai ngày nữa sẽ lên đường hồi kinh. Đáy mắt Dương Trắc Phi hiện lên một nụ cười khó phát hiện, cúi đầu nói, dạ, vậy thiếp về nói lại cho muội muội, chắc hẳn muội muội sẽ rất vui. Lạc Thân Vương gật đầu, đi đi. Vậy thiếp xin cáo lui. Dương Trắc Phi ra ngoài. Sau khi Dương Trắc Phi đi, Tôn Dương đi vào, vương ra. Xem nàng ta, sau khi nàng ta gửi thư về kinh thì lập tức đưa hai tỷ muội họ tới gặp bản vương. Lạc Thân Vương lạnh nhạt nói. Qua mấy ngày điều tra, hắn phát hiện những con chim bồ câu được nuôi trong viện của Dương Trắc Phi là loại bồ câu truyền tin, mà cứ vài ngày thì nàng ta lại gửi thư đi. Mà hôm qua, Tôn Dương bắt lại một con bồ câu đưa thư, bên trên là thư từ kinh đô gửi tới, bảo nàng ta điều tra xem hắn có thật dẫn binh hồi triều không. Sau khi Tôn Dương bẩm báo chuyện này xong thì nhét thư lại, để chim bồ câu bay về viện của Dương Trắc Phi. Dù là mấy hôm trước, hắn gửi thư nói sẽ dẫn binh hồi triều, nhưng Sở Kính vẫn không tin, còn cho người thăm dò thật giả. Lạc Thân Vương cười nhạt, thứ gọi là tình cảm huynh đệ, từ trước đến nay chỉ có mình hắn tình nguyện thôi. Dương Trắc Phi về viện thì đuổi người làm đi, về phòng viết một tờ giấy, bắt một con bồ câu trong hậu viện, cột thư lên rồi thả bồ câu, động tác rất thuần thục, nhìn là biết đã làm quen rồi. Nhưng lần này, nàng ta không biết rằng, chim bồ câu không bay về mà vừa bay ra khỏi phủ đã bị Tôn Dương bắn xuống. Tỷ tỷ, lần này hồi kinh, vương gia muốn dẫn chúng ta về, vậy tức là nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành rồi đúng không? Tiểu Trắc Phi sung sướng hỏi. Dương Trắc Phi thở phào nhẹ nhõm, ừ, cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Vậy, Tiểu Trắc Phi hỏi nhỏ, tỷ tỷ cho rằng Hoàng thượng có thật sự đón chúng ta vào cung không? Rồi phong chúng ta là quý phi. Dương Trắc Phi lắc đầu, chắc sẽ đón chúng ta vào cung, nhưng tước vị quý phi này, sợ rằng không cho chúng ta được. Chế độ hậu cung của Bắc Mạc đó là dưới hoàng hậu chỉ có một quý phi, tiếp theo là tứ phi, thế nên tỷ muội ta có thể giữ hai trong tứ phi. Nhưng hiện nay cũng không có quý phi, có lẽ hoàng thượng sẽ phong cho một trong hai người chúng ta là quý phi nhỉ. Tiểu Trắc Phi che miệng cười, tỷ tỷ à, tỷ sinh con rồi, dù hoàng thượng muốn sắc phong cho tỷ, sợ rằng cũng không làm quý phi được. Chẳng bằng đến lúc đó tỷ nói với hoàng thượng, phong muội muội là quý phi, muội muội chắc chắn không quên tỷ. Dương Trắc Phi gật đầu, vươn tay cầm bình trà châm trà cho nàng ta, cũng rót cho mình một ly, hai tỷ muội chúng ta, vinh nhục cùng hưởng, ai làm quý phi cũng như nhau. Nào, chúng ta uống một ly, chúc chúng ta tiền đồ tựa cầm. Nàng ta cầm chén trà lên, móng tay lẳng lặng ngâm vào trong ly trà, rồi nhanh chóng rút ra, đưa ly trà cho Tiểu Trắc Phi. Tiểu Trắc Phi nhận lấy, vùng giữa hai lông mày khó kiềm được sự vui mừng, cảm ơn tỷ tỷ. Sau này muội muội lên làm quý phi thì nhất định kính tỷ tỷ làm trưởng, như thế thì tỷ tỷ cũng như tước vị quý phi. Dương Trắc Phi cười chúm chím uống trà, cũng không cần thế đâu, có thể ở bên cạnh hoàng thượng là vinh hạnh cao nhất của hai tỷ muội ta, cần gì nói đến quý phi hay không phải là quý phi chứ. Tiểu Trắc Phi cũng uống trà, thở dài nói, đúng thế nhỉ. Năm đó tỷ muội ta lọt mắt xanh của hoàng thượng mới rời khỏi cái nơi bẩn thỉu đó, tỷ muội ta cũng vừa gặp đã yêu hoàng thượng. Mấy năm nay ở lại Nam Quận, tuy cuộc sống rất dễ chịu, nhưng trong lòng vương gia cứ nhớ nhung một người đã chết. Tướng mạo của hai tỷ muội ta không kém một ai, tài hoa hơn người, tại sao không sánh nổi một người chết chứ? Nếu ngài ấy yêu thương chúng ta thêm một chút, chúng ta cũng không cứ muốn hồi kinh, về bên cạnh hoàng thượng. Chương 681, xử lý Dương Trắc Phi. Dương Trắc Phi chỉ mỉm cười nhìn nàng không nói một lời, ánh mắt dần hiện ra vẻ độc ác. Tiểu Trắc Phi bỗng nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, tỷ tỷ, tim ta đau quá. Dương Trắc Phi vẫn thản nhiên nhìn nàng, phải không? Ngươi, mi tâm của Tiểu Trắc Phi giật giật, nhìn về phía chén trà, ngươi hạ độc. Dương Trắc Phi càng cười tươi hơn, muội muội nói gì vậy? Đây là phòng của muội, trà cũng do muội tự pha. Muội uống trà, tỷ tỷ cũng uống, sao có thể là ta hạ độc được? Nàng ta nâng Tiểu Trắc Phi lên. Hỏi với vẻ mặt lo âu, có phải muội muội bị đau tim không? Muội có bệnh tim từ nhỏ, chỉ là mấy năm qua chưa từng phát ra. Không phải lần này muội quá cao hứng nên mới phát bệnh chứ? Tiểu Trắc Phi chỉ cảm giác như có một bàn tay tùy ý bóp lấy trái tim mình, đau đến mức mặt tái nhợt, gần như không thở được.
Nàng nhìn Dương Trác Phi đầy dữ tợn, ta chưa từng bị bệnh tim, người muốn hại chết ta, người muốn độc chiếm vị trí quý phi. Muội muội bị bệnh tới hồ đồ rồi. Dương Trác Phi cười rất mãn nguyện, không ngờ muội lại không nhớ được bệnh cũ của mình. Có lẽ đến lúc đó hoàng thượng sẽ vì muội muội mà chứng thực với vương gia về điều này đấy. Nàng ta đứng lên, nhìn Tiểu Trác Phi ngã xuống đất và không ngừng co giật, chậm rãi nhếch môi cười lạnh. Ngươi không được chết tử tế, không được chết tử tế đâu, đồ đàn bà độc ác. Tiểu Trác Phi cắn chặt hàm răng, tức giận rủa. Dương Trác Phi ung dung cười, người hôm nay không được chết tử tế là ngươi, chứ không phải ta. Ánh mắt Tiểu Trác Phi ánh lên vẻ oán hận lại nhanh chóng bị sự đau đớn thay thế. Nàng lăn trên mặt đất như một con cá giãy giụa lúc hấp hối. Rất nhanh, nàng trợn trừng mắt và không còn động đậy nữa. Dương Trác Phi ngồi xổm xuống, thò tay tới trước mũi nàng rồi mới gào khóc, có ai không? Nhanh lên, có ai không? Muội muội, muội làm sao vậy? Muội muội. Cửa bị đẩy mạnh ra, không ngờ người tới là Lạc Thân Vương và Tôn Dương, phía sau còn dẫn theo mấy tên thị vệ. Dương Trác Phi vội vàng nhào tới trước mặt Lạc Thân Vương, khóc to nói, vương gia, ngài tới thật vừa lúc. Bệnh tim của muội muội tái phát, ngài mau mời đại phu đi. Lạc Thân Vương lại lạnh lùng, đá văng nàng ta ra, bệnh tim à? Nàng ấy bị bệnh tim lúc nào? Sao bản vương không biết? Dương Trác Phi bị đá lăn ra đất, trong lòng thầm hoảng sợ, vội vàng quỳ nói, vương gia, muội muội có bệnh tim từ nhỏ, chỉ là những năm gần đây tới Nam quận được vương gia quan tâm sủng ái mới không tái phát. Vừa rồi thiếp tới báo cho muội muội biết vương gia sẽ dẫn chúng ta về kinh đô, muội muội nhất thời vui mừng kích động, cuối cùng mới dẫn tới bệnh tim lại. Nàng ta còn chưa nói hết, Tôn Dương đã ném xác một con bồ câu đưa tin xuống đất. Dương Trác Phi nhìn chằm chằm vào con bồ câu đưa tin kia, đầu óc chấn động, mặt cũng tái dần. Nàng ta hoảng hốt, vương gia, thiếp, đây không phải là của thiếp. Lạc Thân Vương cầm tờ giấy kia trong tay và chậm rãi mở ra. Đọc, vương gia đã quyết định thắng trận trở về triều giúp đỡ hoàng thượng, thiếp may mắn không làm nhục sứ mạng. Hắn ta đưa tờ giấy đưa cho Tôn Dương, cầm ra ngoài, buộc vào chân con bồ câu đưa tin khác gửi tin tức của Dương Trác Phi đi, cho hoàng thượng của chúng ta cao hứng một lát. Vâng, Tôn Dương lấy thư và xoay người đi ra ngoài. Vương gia, Dương Trác Phi ra sức dập đầu, vương gia tha tội, không phải như ngài nghĩ đâu. Vừa rồi, Lạc Thân Vương hơi cúi người kéo Dương Trác Phi lên. Ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, bản vương ở bên ngoài, bản vương đã nghe hết cuộc nói chuyện của tỉ muội các ngươi rồi. Hóa ra ngươi muốn làm quý phi, thảo nào Nam quận phủ của bản vương không giữ được vị Phật lớn như ngươi. Không, không, vương gia, ngài nghe thiếp giải thích, thiếp là bất đắc dĩ, thiếp bị hoàng thượng ép thôi. Cầu xin vương gia nể tình thiếp đã sinh con cho vương gia mà tha cho thiếp lần này đi. Thiếp bảo đảm, sau này sẽ trung thành với vương gia, không dám phản bội vương gia nữa. Đúng vậy, Lạc Thân Vương nói có hơi châm chọc, người sinh ra hỏa nhi cho bản vương nhưng vẫn một lòng muốn làm quý phi. Sau khi người quay về làm quý phi, con trai của ngươi sẽ thế nào? Không cần nữa, ném đi à? Không, không, thiếp chưa từng nghĩ vậy. Dương Trác Phi sợ đến rơi nước mắt, hoảng loạn đảo trong mắt nhưng vẫn không nghĩ ra được lời biện bạch nào tốt. Nàng ta ôm lấy chân của Lạc Thân Vương, vừa khóc vừa nói, thiếp chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại hỏa nhi, thiếp cũng sẽ không ở lại kinh đô. Thiếp luôn yêu vương gia, mong vương gia ngài minh giám. Lạc Thân Vương đá văng nàng ta ra, lạnh lùng nói, thu hồi lại những lời lẽ dối trá của ngươi đi. Bản vương nhìn thấy ngươi là buồn nôn rồi. Nể tình ngươi là mẫu thân của Hỏa Nhi nên bản vương không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi vương phủ trở lại kinh đô nữa. Hắn ta nói xong, tức giận hô lên, người đâu, đưa nàng ta đi, nhốt trong ám viện và canh phòng nghiêm ngặt, không cho nàng ta bước ra khỏi hậu viện một bước. Cũng không cho bất kỳ kẻ nào vào thăm. Không, vương gia, ám viện là nơi chuyên giam giữ những nô tài phạm sai lầm, ở đó từng chết rất nhiều người, u ám khủng khiếp. Nàng ta không muốn đi tới ám viện, nàng ta là quý phi, nàng ta muốn làm quý phi. Thị vệ bước tới, nhấc nàng ta lên và kéo ra ngoài. Tiếng khóc thê lương từ phía xa vọng lại. Vương gia, Tiểu Trác Phi, Tôn Dương thả con chim bồ câu đưa tin xong. Khi quay về nhìn thấy thi thể của Tiểu Trác Phi lại hỏi. Ném vào trong ám viện, để cho Dương Trác Phi nhìn thi thể của nàng mục nát. Lạc Thân Vương liếc nhìn thi thể của Tiểu Trác Phi mà hoàn toàn không thương tiếc, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vâng, ra đầu Tôn Dương tê dại. Điều này quá khủng khiếp, nhìn người mình hại chết dần mục nát ngay trước mặt mình,
sẽ dọa chết người đấy. Cả vương phủ đều nghe được tiếng hét chói tai của Dương Trắc Phi. Nhu Giao ở Lan Hương Viên của An công chúa cũng nghe được những tiếng hét này. Nàng ta không khỏi lắc đầu nói, con người thật đáng sợ. An công chúa đứng ở trước hành lang, nhìn mây hết tụ lại tan phía chân trời, thời đại lạ lùng, bất kể người thành công hay thất bại, trong tay đều sẽ dính máu tươi. Ham muốn tranh đoạt quyền thế thật sự không có giới hạn, người mệt, tâm cũng mệt. Chẳng trách lão thất thà để bản thân chịu oan ức, mất tôn nghiêm, cũng muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này. Bởi vì thật ra cuối cùng sẽ chẳng có người thắng, nhưng người thua nhất định sẽ là những binh sĩ và bách tính bình dân. Mộ Dung Khanh trong nóng ngoài lạnh, nếu hắn đăng cơ thì có thể sẽ là một vị hoàng đế vang danh thiên cổ. Chẳng qua hắn không có ý này. Cục diện Bắc Mạc hỗn loạn, sao Đại Chu lại không phải chứ? Không, ngồi lâu ở một chỗ sẽ không muốn từ bỏ. Hoàng đế Đại Chu chưa chắc đã nhân từ hơn Sở Kính, chỉ là vẫn có sự khác biệt. Ít nhất, nói nghiêm khắc thì Hoàng đế Đại Chu vẫn là một vị quân vương hiền từ, trong lòng hắn có dân chúng. Đại khái, đây cũng là chỗ khó xử của Mộ Dung Khanh. Nhưng đừng nói là Hoàng đế, trong phàm trần thế tục, có ai lại không có tham vọng. Người an phận thủ thường thật sự quá ít, nếu nhiều hơn, có lẽ thế gian này sẽ bình yên hơn rất nhiều. Nhu Giao nhất thời im lặng, những hiểu biết chính xác của An công chúa vừa vặn làm trái tim nàng ta đau nhói. Tôn gia xuất hiện một Hoàng Thái Hậu, lại có một Quý Thái Phi, bọn họ vốn là dòng họ vinh dự nhất. Nhưng Hoàng Thái Hậu muốn tránh nghi ngờ, không nâng đỡ gia tộc. Điều này vốn không thể chỉ trích gì, chẳng qua bởi vì thân phận cao hơn, trong tôn gia làm gì có người cam tâm an phận thủ thường. Cho dù trước mắt đang sống trong phú quý nhưng bọn họ vẫn có ý định leo cao hơn. Bởi vậy, mấy năm nay bọn họ đã giúp đỡ Quý Thái Phi làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Chương 682, tin tức tốt. Kinh thành Đại Chu thật ra không loạn như An công chúa đã nói, nhìn tất cả có vẻ đã trật tự trở lại. Chỉ là rối loạn trong hậu cung vẫn luôn nhằm vào chuyện Thương Mai rời đi. Thương Mai không chịu nổi phiền phức, nhưng vẫn bắt buộc phải tạm thời đối phó. Hôm nay cô vào cung thỉnh an, Hoàng Thái Hậu lại đưa ra một vấn đề khó khăn cho cô. A Khanh lập được công lao hiển hách cho Đại Chu ta. Chuyện con nối dõi của hắn rất quan trọng. Từ khi các ngươi thành thân đến nay, bụng ngươi vẫn không có động tĩnh gì. Ai ra đã thương lượng qua với Cẩn Thái Phi, cảm thấy nên lập hai Trắc Phi cho A Khanh. Chỉ là bây giờ A Khanh còn chưa về, nếu lập Trắc Phi mà không hỏi qua ý kiến của hắn cũng không tiện, cho nên tạm thời gác lại. Nhưng trong phủ cũng nên nạp những người này, bởi vậy cứ đưa những người này về trong phủ trước, nếu sau này bọn họ có thể sinh ra con trai thì nâng lên làm Trắc Phi. Thương Mai, ngươi thấy thế nào? Hôm nay Cẩn Thái Phi cũng tới thỉnh an, khi nghe câu này, bà ngạc nhiên ngẩng đầu, muốn biện bạch vài câu, nhưng bắt gặp ánh mắt uy nghiêm sắc bén của Hoàng Thái Hậu, lời đến bên môi cũng đành phải nuốt xuống. Thương Mai còn chưa lên tiếng, Lễ Thân Vương Phi đã thản nhiên nói, Hoàng Thái Hậu quản thật rộng. Ta gả cho Lão Tam nhiều năm như vậy còn chưa sinh ra đứa con nào. Có phải Hoàng Thái Hậu cũng muốn thêm mấy người cho Lễ Thân Vương Phủ không? Lễ Thân Vương Phi chưa từng giữ mặt mũi cho bà ta. Sau khi gả cho Lão Tam nhiều năm như vậy, nàng đã ít nhiều học được vài phần của Lão Tam, chính là chuyện không vui thì kiểu gì cũng phải nói ra. Hoàng Thái Hậu liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, trong ba điều bất hiếu thì không có con là lớn nhất. Nếu là thê tử hiền huệ, sau khi gả vào một năm vẫn chưa sinh được con nối dõi, nên nạp thiếp cho phu quân của mình. Bà ta không nói thẳng Lễ Thân Vương Phi, nhưng những lời giận dỗi này cũng đặc biệt đúng chỗ. Bởi vì mấy năm qua Lễ Thân Vương quả thật không lập Trắc Phi, càng không có cơ thiếp thông phòng gì. Chỉ là ai cũng biết không phải Lễ Thân Vương Phi không muốn hắn lấy, mà là hắn không muốn. Lễ Thân Vương Phi nghe vậy thì thản nhiên nói, ta vẫn luôn không phải là người hiền huệ. Ngoài đường trong hẻm đều biết chuyện này. Hoàng Thái Hậu cười với vẻ kỳ lạ, ai ra cũng không nói vậy, nhưng Vương Phi có thể tự hiểu lấy mình như vậy cũng rất tốt. Vương gia nhà các ngươi là một người bảo thủ. Nếu ai ra nói đạo lý với hắn, sợ rằng ai ra nói đến mòn cả miệng, vẫn chưa thể nói cho hắn hiểu được. Cho nên, ai ra cũng không quản được nhiều như vậy. Bà ta nhìn sang Thương Mai, nếu ngươi không có ý kiến gì, ai ra sẽ tiện tay lựa chọn. Ngươi yên tâm, ai ra không dám nói mắt mình tốt nhất, nhưng sẽ không nhét người linh tinh vào trong phủ của ngươi. Thương Mai ngẩng đầu và chậm rãi nói, cảm ơn Hoàng Thái Hậu đã quan tâm tới Vương Phủ. Thương Mai là một phụ nữ. Cái gì cũng không hiểu, mọi chuyện cần phải nhờ vương gia làm chủ. Chuyện nạp cơ thiếp là chuyện lớn, Thương Mai không dám tự ý quyết định.
Bây giờ vương gia cũng sắp trở về rồi. Nếu không chờ đến lúc đó Hoàng Thái Hậu nói với vương gia, có thể để cho vương gia tự mình chọn sẽ càng hợp ý hơn. Hoàng Thái Hậu chẳng hề để ý nói, chuyện nhỏ như vậy cũng cần bản thân hắn tự mình chọn sao? Ngươi làm chủ mẫu lại không có trách nhiệm gì à? Ngươi như vậy, sau này làm sao gánh vác được mọi chuyện trong phủ? Thương Mai giang tay, vậy chẳng phải còn có Hoàng Thái Hậu sao? Hoàng Thái Hậu thậm chí còn muốn làm chủ chuyện cơ thiếp cho vương phủ, Thương Mai vô dụng một chút cũng không sao. Hoàng Thái Hậu cười kỳ quái, ngươi nói vậy, có phải không đồng ý với đề nghị của ai ra? Đây là quyết định của Hoàng Thái Hậu, Thương Mai không dám không nghe theo. Đề nghị, quyết định. Thương Mai cũng lười tranh cãi với bà ta. Bà ta muốn nhét người vào phủ thì cứ nhét, nếu lão thất để mắt tới, cũng chẳng sao. Nếu nhìn không thuận mắt, chờ hắn tự đuổi đi là được. Hoàng Thái Hậu nghe vậy thì khẽ cười, Vương Phi hiểu ý người, đúng là thê tử hiền huệ. Vậy ai ra sẽ thuận tiện chọn lựa? Thương Mai không lên tiếng, cô đã thể hiện thái độ rất rõ ràng, chính là ta chẳng quan tâm tới chuyện gì, người thích thì cứ làm thôi. Hoàng Thái Hậu tự làm mình mất mặt, lại thản nhiên nói các ngươi trở về đi. Ai ra còn có việc bận. Đám người thở phào nhẹ nhõm, xin cáo lui và rời đi. Ra tới cửa, lễ thân Vương Phi nói với Thương Mai, ngươi không nên đồng ý, chẳng biết bà ta sẽ nhét người nào vào trong phủ của ngươi đâu. Thương Mai cười nói, không quan trọng, tới cũng vô dụng thôi. Lão thất còn không ở nhà, tới nhiều lắm chỉ thêm bát cơm ăn. Vương phủ còn chưa nghèo tới mức không bỏ ra được bữa cơm này. Ngươi đấy, nên cố gắng cay độc với bà ta một trận, để tránh bà ta suốt ngày cầm lông gà làm lệnh tiễn. Lễ thân Vương Phi căm hận nói. Thương Mai cười tươi hơn, không cần thiết, cần gì phải chọc giận bà ta chứ. Vai vế của người ta còn đó, cũng xem như là trưởng bối của ta. Nếu ta đắc tội bà ta chính là tự gây rắc rối cho mình. Còn chẳng bằng kệ cho bà ta lăn qua lăn lại, dù sao không tổn thương tới da thịt mình thì chẳng cần quan tâm. Cũng đúng, lúc nào cũng để ý tới danh hiệu mẹ chồng của ta, đúng là bất bình. Thương Mai trở lại vương phủ, mama báo cho nàng biết Lương Vương trở lại từ sáng sớm, bây giờ đang chờ ở trong sân. Thương Mai vội vàng bước nhanh vào trong, quả nhiên thấy Lương Vương đang ngồi uống trà ở trong đình nghỉ mát. Hắn vừa thấy cô về đã mặt mày hớn hở nói, bản vương tới đòi thưởng đây. Thương Mai xì một tiếng khinh miệt, đòi thưởng. Phần thưởng của ta cũng không dễ dàng đòi như vậy đâu. Lần này nhất định phải có trọng thưởng đấy. Lương Vương cười hì hì nói. Nói mau, Thương Mai ngồi xuống, trong lòng ta đang buồn bực, ngươi nói cho ta nghe vài tin tức tốt, cho ta bớt nóng đi. Sao vậy, lại chọc giận ngươi à? Lương Vương hỏi. Thương Mai trừng mắt nhìn hắn, không ngờ tất cả mọi người đều biết bà ta sẽ chọc giận ta vậy. Không thể sao. Trước khi ngươi quay về, tất cả những gì bà ta nhằm vào ngươi chỉ là phô trương thanh thế. Giờ ngươi quay về rồi, ngươi lại thành túi chút giận thôi. Lương Vương nói. Ta đúng là xui xẻo tám đời. Thương Mai bực bội nói rồi trợn mắt nhìn hắn, ngươi có nói tin tức tốt không? Không nói thì ta quay về ăn cơm đây. Ta đứng từ sáng sớm, vừa đói lại vừa mệt. Ăn cơm gì chứ? Hôm nay bản vương đãi khách, đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở tụ phúc lâu rồi. Ta mời ngươi. Loan Loan, Linh Lợi, còn cả bà cô đi ăn, chúc mừng một bữa. Chúc mừng gì vậy, Thương Mai không khỏi tò mò. Có thư từ Bắc Mạc gửi tới, ngươi có muốn xem không? Lương Vương lấy từ tay áo trong túi ra một lá thư, lắc qua lắc lại trước mặt của Thương Mai. Thương Mai lập tức phấn chấn, nhanh đưa cho ta xem. Lương Vương ném lá thư cho cô, nói, ngươi không cần xem, chỉ có hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là đã cứu được Tần Châu ra. Đang định dẫn nàng ta về kinh. Chuyện thứ hai là tìm được Nhu Giao, bây giờ nàng ta đang trên đường từ Nam quận quay về kinh đô, đến lúc đó sẽ về kinh cùng Hoàng Thúc. Thương Mai vội mở thư ra và đọc rất nhanh. Sau khi nhìn rõ từng câu từng từ, cô che miệng, nước mắt trào ra, tốt quá, tốt qua, Nhu Giao không sao. Lương Vương danh mãnh hỏi, vậy có phải nên thưởng không? Tin tức này đáng để thưởng chứ? Thương Mai kích động nói thưởng, muốn gì cứ việc nói. Lương Vương cười nói, ngươi trả bữa cơm hôm nay được không? Thương Mai đứng lên, đừng ăn ở tụ phúc lâu, cứ ăn ở vương phủ đi. Ngươi mời mọi người đến đây, mời cả Trần Thái Quân nữa. Ta sẽ tự mình xuống bếp. Ngươi tự mình xuống bếp à? Lương Vương kêu khổ, nếu vậy ta đưa thêm một tin tức tốt, có phải có thể đi tới tụ phúc lâu ăn không? Chương 683, tụ tập một bữa.
Thương Mai mới đi được hai bước, nghe còn có tin tức tốt thì vội vàng quay đầu, tin tức tốt gì vậy? Ta đã nghe ngóng rõ ràng, qua hai ngày nữa Chiêu Quý Phi sẽ tới chùa Quốc An lễ Phật. Lương Vương nghiêm nghị nói. Thương Mai ngồi xuống, lễ Phật à? Mục đích có phải là lễ Phật hay không thì không biết, nhưng dù sao vẫn có thể ra khỏi cung. Đến lúc đó, chúng ta có thể qua hỏi rõ về chuyện của Hạ Lâm. Lương Vương nói. Được, ngươi đi thu xếp chuyện này. Sau khi chuyện này thành công, ta mời ngươi ăn ở Tụ Phúc Lâu 3 ngày. Thương Mai lập tức hứa luôn. Quá tốt rồi, Lương Vương cao hứng nói. Trong lòng Thương Mai trước sau vẫn để ý chuyện của Hạ Lâm nhất, còn quan tâm hơn Lão Thất. Hạ Lâm chỉ là đứa bé, ngày đó nghe giọng điệu của cậu bé là biết cậu vô cùng oan ức, rất muốn trở về. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Thương Mai giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức cứu cậu bé ra. Bữa tiệc đãi khách của Thương Mai trong phủ vô cùng náo nhiệt. Vợ chồng Lễ Thân Vương, Lão Thái Quân, Tráng Tráng, Hạnh Nhi đều tới. Sau khi Hạnh Nhi tới, Dạ Vương cũng lén lút tới như kẻ trộm vậy. Nghe nói có đồ ăn ngon nên bản vương vội vàng chạy từ ngoài thành về đấy. Hắn nói với Hạnh Nhi. Thật không, Hồ Hạnh Nhi quay mặt đi, không để ý tới hắn. Hồ Đại Trưởng Quỹ, mới không gặp mấy ngày mà hình như nàng tiểu tụy hơn đấy. Nàng tương tư bản vương nhiều tới vậy sao? Dạ Vương nâng má hỏi. Đám người nghe được câu này thì đều quay sang nhìn Hồ Hạnh Nhi và hắn. Hồ Hạnh Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố gượng cười, đã nhiều ngày tương đối bận rộn, không ngủ ngon nên tất nhiên phải tiểu tụy rồi. Dạ Vương ồ một tiếng, vậy nàng phải chú ý nghỉ ngơi, phụ nữ vốn phải trong veo như nước, nếu khô khan thành Lão Thái Thái thì chẳng ai thèm lấy đâu. Lão Thái Quân trừng mắt nhìn hắn, lão thân lại không thích nghe câu này của ngươi. Thế nào là chẳng có ai thích Lão Thái Thái? Ngươi đang nói lão thân sao? Dạ Vương nhướng mày, nói với giọng điệu rất đáng đánh, ta sao có thể nói Lão Thái Quân ngài như vậy được? Ngài đâu có chỗ nào giống Lão Thái Thái khô khan chứ? Ai nhìn mà chẳng nói ngài trong veo như nước, nếu ngài muốn gả, sợ là Mỹ Nam sẽ xếp hàng từ cửa thành đến tận cửa Trần Phủ đấy. Lão Thái Quân cười ha ha, thằng nhóc nhà ngươi có đôi khi quá thành thật. Không phải sao, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nói dối. Dạ Vương đắc ý nói. Lễ Thân Vương chậm rãi nói với Lão Thái Quân một câu, hắn nói dối đấy. Nếu ngươi muốn thành thân, sợ là chỉ có lão già mục nát mới muốn. Nếu có thì hẳn có âm mưu gì đó, ví dụ như muốn gia tài của Trần gia ngươi. Cuối cùng, hắn còn nói thêm một câu, lời của bản vương mới là thật. Lão Thái Quân trừng mắt nhìn hắn, thôi đi, lão thân vẫn thích nghe lời nói thật của Dạ Vương hơn. Lời nói thật của ngươi làm tổn thương người khác đấy. Tổn thương người khác mới là lời nói thật, Lễ Thân Vương quật cường nói. Lão Thái Quân nhìn Lễ Thân Vương phi, các ngươi thành thân nhiều năm, ngươi chưa từng có ý định tự sát à? Lễ Thân Vương phi thở dài, Lão Thái Quân, nếu ta nói mỗi tháng tối thiểu có một lần kích động muốn thắt cổ, ngài có tin không? Lão Thái Quân đảo mắt nhìn gương mặt cổ hủ của Lễ Thân Vương rồi gật đầu nói tin. Đến giờ mà ngươi còn chưa điên, đã là tổ tiên tích đức rồi. Trần Loan Loan và Tráng Tráng cười nghiêng ngả, Hồ Hạnh Nhi cũng cười. Ngược lại Lễ Thân Vương thản nhiên liếc nhìn Vương Phi, sao nàng muốn tự sát? Bản Vương có khó chịu nổi như vậy sao? Bản Vương cũng chịu được nàng rất nhiều năm mà chẳng nói nửa câu, nàng ngược lại nói xấu Bản Vương ở trước mặt người ngoài. Có thể thấy Hoàng Thái Hậu nói ngươi không hiền huệ cũng là lời nói thật. Lễ Thân Vương phi vỗ trán, nhìn Lão Thái Quân, xem đi, đây là nhẹ đấy. Nếu nặng hơn chút nữa, sợ là ta sẽ treo cổ ở chỗ của Thương Mai mất. Đám người cười ha ha, Lễ Thân Vương nhíu mày, nhưng nghĩ mãi không ra được lời nào để phản bác, dù không phục cũng đành phải im lặng. Thương Mai đi đến, cười nói, ngươi đừng tự sát ở chỗ ta, vẫn nên quay về Lễ Thân Vương phủ của các ngươi mà tự sát. Làm tam ca chán ghét cũng tốt, đừng khiến ta buồn nôn. Lễ Thân Vương lạnh lùng nói, người đã nấu xong chưa? Nấu xong rồi, có thể ăn ngay đây. Hạ nhân đang mang thức ăn lên. Thương Mai lau tay và ngồi xuống, bữa cơm này thật không đơn giản, không đắt tiền nhưng vô cùng tinh tế. Thật à, Dạ Vương vui vẻ nói, bản vương thích nhất là ăn đồ ngon. Bảo đảm các ngươi chưa ăn qua, Thương Mai nói với ẩn ý sâu xa. Một lát sau, lại có hạ nhân bưng đồ đặt lên bàn. Lần này là phần ăn, mỗi người có một cái bàn con, bọn họ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, sau đó có một lò than nhỏ được bưng lên. Than trong lò đã được đốt cháy, có gã sai vặt cường tráng cầm ấm nước lớn bước đến,
rót nước vào trong nồi đặt trên lò than. Hồ Hạnh Nhi nhìn thấy vậy thì mỉm cười, lẩu à? Thương Mai cười nói, không sai, lẩu. Lẩu không phải là kết quả của hiện đại, nhưng sau khi Thương Mai đi tới đây thì chưa từng thấy có ai ăn lẩu. Cô là một kẻ chuyên ăn hàng, nhất định phải chuyển văn hóa lẩu tới đây. Từng đĩa thức ăn kết hợp với lẩu được bưng lên, đặt tới khi chiếc bàn con cũng hết chỗ, Thương Mai đành sai người đặt ở trên một bàn lớn, có thể thêm bất kỳ lúc nào. Đây là lần đầu ta ăn thứ này đấy. Lễ Thân Vương nghiên cứu một lát, cái này gọi là lẩu à? Không sai, gắp miếng thịt sống bỏ vào trong nồi, chờ chín lại chấm vào đĩa gia vị đặc biệt do ta làm. Gia vị hơi cay, nếu ai không ăn được cay thì có thể dùng bột tỏi. Bản Vương ăn cay, đây là lát cá à? Lễ Thân Vương gắp một miếng và cẩn thận nhìn, là ngươi cắt sao? Sao ngươi cắt được mỏng vậy? Thương Mai nói, đây là cá tươi mới câu từ trong hồ lên, chỉ cần bỏ vào trong nồi một lát là có thể gắp lên ăn. Tam ca thử xem. Khả năng tiếp nhận của Lễ Thân Vương đối với những sự vật mới có hạn, nhưng cách ăn lạ như vậy cũng thật sự thu hút hắn. Hắn lại làm như lời Thương Mai nói. Một lát cá tươi được thả vào trong nồi, lát sau gắp lên, chấm vào gia vị và bỏ vào trong miệng. Trong miệng lập tức có cảm giác thơm ngon, còn kèm theo vị hơi cay. Hắn hô to, không ngờ lại ăn ngon như vậy. Mọi người biết hắn luôn nghiêm khắc mà còn nói là ăn ngon, nên đều thử. Trời nóng ăn lẩu, còn không có điều hòa thì quả thật là làm khó đám người xưa này. Nhưng mọi người ăn rất vui vẻ. Trong giây lát, ai nấy chỉ để ý ăn, không nói chuyện. Lát thịt bò này mềm thật, ăn ngon hơn xào nhiều. Dạ Vương nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi, sao tụ phúc lâu của ngươi không có? Cách ăn lẩu này. Hồ Hạnh Nhi thản nhiên nói, tụ phúc lâu là nơi xa hoa. Còn về lẩu, ta từng xem qua trong sách, biết đây là một cách ăn tương đối hạ phẩm giá. Hạ phẩm giá, ai ăn thứ ngon thế này mà hạ phẩm giá chứ? Dạ Vương không đồng ý. Thương Mai nhìn về phía Lương Vương đang ăn rất nhanh, ngươi thỏa mãn với bữa cơm này chứ? Lương Vương vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên, tốt. Rất thỏa mãn, ngày mai ta trở lại ăn một bữa nữa. Dù sao ta cũng có ba tin tức tốt. Tin tức tốt gì vậy? Loan Loan hỏi. Thương Mai kinh ngạc nhìn về phía Lương Vương, ngươi không nói với bọn họ sao? Lương Vương ngẩng đầu, không phải ngươi nói sao? Ta không phải đang bận trong bếp à? Ta làm gì có thời gian nói chứ? Thương Mai tức giận nói. Tráng Tráng để đũa xuống, nhìn Lương Vương, tin tức tốt gì? Nói mau đi. Chương 684, giải cứu Tần Châu. Bởi vì tất cả những người đến hôm nay đều là người của mình, hơn nữa lại có người của mình canh giữ ở bên ngoài, người không đáng tin cậy không thể vào, cho nên, vua Lương nói ra cả ba tin vui. Loan Loan khóc ngay tại chỗ, quá tốt rồi, Nhu Dao vẫn còn sống, nàng ta vẫn còn sống. Trần Thái Quân cũng rơm rớm nước mắt, thở dài, thật không dễ dàng chút nào, nàng ta sống sót được cũng không dễ dàng gì. Cô nàng cứng rắn linh lợi cũng không kìm được nước mắt, quay mặt lau đi rồi nói, cuối cùng cũng tụ họp rồi. Thật tuyệt khi bao nhiêu người ra đi đều đã trở về. Bữa ăn này, sau đó lại càng sôi động rôm rả, tin tức Nhu Dao còn sống, như pháo hoa nở rộ trong lòng mọi người, trong người đâu đâu cũng thoải mái dễ chịu. Sau khi ăn xong, mọi người chào ra về, nhưng Trần Thái Quân vẫn ở lại. Lần này Vương gia cùng Tần Châu trở về, sợ rằng Hoàng đế sẽ có ý kiến. Thương Mai nói, Hoàng đế nhất định sẽ đề phòng Tần Châu, nhưng ít nhất không cần đánh nhau nữa, thiết nghĩ Hoàng đế cũng sẽ yên tâm, hơn nữa Tần Châu đang ở Đại Chu, đối với Hoàng đế cũng có lợi ích. Ông ta không cần trấn giữ biên cương. Chỉ mong là như vậy, nhưng Tần Châu là mối phiền phức, khi nàng ta đến Đại Chu Hoàng đế sẽ sắp xếp như thế nào. Cũng không thể coi nàng ta như một kẻ nhàn rỗi ngồi không được. Lão Thái Quân, người nghĩ Hoàng đế sẽ sắp xếp Tần Châu như thế nào? Thương Mai biết bà ta hiểu rõ tâm tư Hoàng đế, cho nên hỏi bà. Lão Thái Quân cười nhạt nói, tại sao Hoàng đế lại phong Tôn Phương Nhi làm chiêu quý phi? Chuyện này, tất nhiên là bởi vì Tôn Phương Nhi chữa trị cho Hoàng đế. Đúng vậy, Hoàng đế thật ra cũng là người ngây thơ, người cho rằng một khi phụ nữ trở thành người của mình thì sẽ nhất mực trung thành. Vì vậy, ta đoán rằng nếu Tần Châu có đến kinh thành, khả năng lớn nhất chính là Hoàng đế sẽ cưới nàng ta. Thương Mai sửng sốt, cưới nàng ta. Đó chỉ là phỏng đoán của người già như ta, nhưng từ việc người thành thân với Tôn Phương Nhi có thể thấy, bây giờ người muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay mình, Tần Châu nắm trong tay binh mã của Bắc Mạc, mà Bắc Mạc bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Nếu Hoàng đế thành thân với Tần Châu, ít nhất trong 5 năm tới,
Đại Chu và Bắc Mạc sẽ thật sự được hưởng hòa bình. Tần Châu chắc chắn sẽ không đồng ý. Thương Mai nhíu mày, Tần Châu không phải người tùy ý để cho người khác sắp đặt cuộc đời mình. Đương nhiên Tần Châu sẽ không đồng ý, nhưng khi nàng ta từ chối hoàng đế, thân phận ở kinh đô thật đáng xấu hổ. Thương Mai suy nghĩ một hồi lâu, lão thất để cho Tần Châu đến Đại Chu có phải là một quyết định sai lầm? Lão Thái Quân lắc đầu, không, Tần Châu nhất định phải đến Đại Chu. Chỉ khi Tần Châu đến Đại Chu, hai nước mới có thể coi như thực sự đình chiến. Đây có lẽ là điều vương gia cân nhắc. Hơn nữa, Tần Châu không phải họ Sở, hiện tại nàng đang lại Bắc Mạc cũng không giúp được gì, bởi vì Khang Bình Vương đích thân nâng đỡ nàng, còn Sở Kính thì nấp sau lưng. Những bách tính và triều thần đều không biết gì về việc đó. Nếu nàng đã chống lại Khang Bình Vương, thì chính là loạn thần nghịch tử, Tần Châu sẽ không bao giờ để chịu tội danh như vậy. Bây giờ thế lực của Sở Kính vẫn chưa bị tước bỏ, nàng ta ở lại Bắc Mạc và chỉ có một con đường sống, đó là phản nghịch. Vì vậy, nàng ta đến Đại Chu đối với hai nước và chính bản thân nàng đều là chuyện tốt, so sánh một chút, dự tính của Hoàng đế Đại Chu đối với nàng ta cũng không quá quan trọng. Lời phân tích của Lão Thái Quân đưa ra rất hợp tình hợp lý, đây là sự khôn ngoan đã được tích lũy trong con người bà ta bao nhiêu năm nay, Thương Mai cũng rất nể phục khi nghe điều này. Có một số điều cô không thể nghĩ ra. Kinh đô Bắc Mạc. Cái đêm mà đám người Mộ Dung Khanh hành động thì đột nhiên có sấm sét, không biết là trời giúp hắn hay là Tần Châu, tóm lại là sau tiếng sét đánh, nhà tù ngục đột nhiên nổ tung. Không chỉ nổ tung mà còn xảy ra hỏa hoạn. Rất may cơn mưa xối xả chút xuống rất nhanh sau vụ nổ nên sẽ không gây ra thảm họa. Tuy nhiên, khi người ở hình bộ đang bận rộn chữa cháy và cứu người, họ phát hiện ra rằng Tần Châu đã mất tích. Tần Châu đã trốn thoát. Ngay khi hình bộ đang định loan tin Tần Châu trốn khỏi ngục, dân chúng bỗng đánh trống khua chiêng ăn mừng rầm rộ, nói rằng trời cao biết công chúa bị oan, bèn thị uy, cứu thoát Tần Châu. Tất nhiên, điều này đã được một số người cố tình lan truyền, nhưng... cho dù là thật hay giả, những người này đã lan truyền một cách rầm rộ. Trong thời kỳ đất nước lâm nguy như hiện nay, mê tín dị đoan là điều làm cho bách tính thoải mái nhất. Tần Châu không cần che giấu, bởi vì ít nhất Khang Bình Vương nắm quyền hành, chỉ là ông ta có ý muốn cho người đi tìm Tần Châu, bởi vì nàng ta chưa bị định tội, cho nên người không thể dùng từ truy nã. Dù gì cũng không phải Tần Châu đã làm ngục bị nổ tung, sao lại có thể nói người ta vượt ngục? Nếu cứ nhất quyết nói rằng người vượt ngục, thì sẽ không xong với bách tính, xưa nay họ đều nói rằng ông trời ra mặt thị uy. Tần Châu sống ở Triều Văn Quán cùng với Mộ Dung Khanh và những người khác, chỉ cần đợi Nhu Giao trở về, sau đó bọn họ có thể cùng nhau trở về Kinh Thành. Mà Lạc Thân Vương đã nhận được một lá thư nói rằng quân đội đã sẵn sàng và sẽ sớm đến Kinh Đô. Về phía Tần Châu, nàng ta đã bắt đầu gặp thuộc hạ để thu xếp mọi chuyện. Sở Kính biết rằng nàng ta đang ở trong Triều Văn Quán, nhưng ông ta không thể làm gì được. Ngày đó bà Tần vào cung, Sở Kính nổi giận lôi đình, thần không tin chuyện trời cao ra mặt thị uy. Nhất định là Mộ Dung Khanh đã đi cướp ngục, hắn càng ngày càng táo bạo, lại còn dám can thiệp vào nội bộ triều chính của Bắc Mạc. Sở Kính không chỉ tức giận, mà còn rất áy náy, bởi vì Tần Châu bị cướp đi mất, có nghĩa là sẽ đi chệch hướng kế hoạch, có khả năng sẽ không thể trở lại điểm ban đầu. Ngươi nói gì đi chứ? Ông ta tức giận đến nhìn bà Tần. Bà ta lúc này đang cân nhắc một vấn đề, Tần Châu hiện tại nhất định đang trốn ở Triều Văn Quán, nhưng tiếp theo nàng ta sẽ làm gì? Bây giờ làm gì cũng không phù hợp, không thể dẫn quân lính tiến đánh. Vậy rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Nàng ta sẽ không đánh vào, nhưng chúng ta cũng không thể nắm được binh quyền. Tần Châu hiện tại hẳn đã gặp được thuộc hạ, sắp xếp ổn thỏa, sau đó tìm nơi ẩn nấp. Một ngày nàng ta còn chưa chết, chấm còn không nắm được binh quyền trong tay. Sở Kính tức giận nói. Sở Kính nghĩ lại, rồi nói, Dương Trắc Phi đã gửi thư nói Tam Đệ sẽ dẫn binh lính trở về, trong tay có 15 vạn binh mã, nếu người của Tần Châu không động thủ thì trẫm nhất định phải duy trì cục diện hiện nay chỉ là muốn tấn công Đại Chu, sợ rằng cũng không được. Tần Thái Thái hỏi, sau khi Lạc Thân Vương đến Kinh Đô, người định làm gì? Sở Kính cũng bất lực, nếu Tần Châu không chết, Sở Nguyệt cũng không thể chết, trẫm cũng không thể tiết lộ thân phận, không thể ngồi lại trên ngai vàng. Cũng coi như không làm được gì. Đây là điều làm người ta lo lắng và tức giận nhất, bây giờ Lạc Thân Vương đã bằng lòng dẫn quân trở về triều đình, theo kế hoạch trước đó, đã tra khảo Tần Châu và cướp được binh lính của nàng ta, sau đó Lạc Thân Vương dẫn quân đến lấy danh nghĩa cứu giúp, giết Sở Nguyệt rồi giúp ông ta đăng cơ, đến lúc đó sẽ công bố cho thiên hạ biết, rằng vốn dĩ ông ta chưa chết,
là tên loạn thần nghịch tử Sở Nguyệt đã bắt giữ ông ta, vì Tần Châu đã bị tước binh quyền, nên đương nhiên binh quyền sẽ về tay ông ta và được phân chia lại. Bây giờ, ngay cả khi Lạc Thân Vương quay trở lại triều đình, cũng không giúp được gì nhiều cho ông ta, chỉ có thể tiếp tục kiểm soát cục diện và từ từ làm suy giảm thế lực của Tần Châu. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mất thời gian. Nếu từ từ nắm giữ được quyền lực của nàng ta thì Sở Nguyệt lại sẽ thoát khỏi cục diện hiện tại. Không được, không được, phải nghĩ ra cách gì đó. Chương 685, tự chui vào giỏ. Đúng là lúc này Tần Châu đang ở Triều Văn Quán, nàng gặp liên tục mười mấy tên thuộc hạ, sắp xếp ổn thỏa công việc của 6 tháng tới. Các phó tướng ở Bắc Mạc có địa vị cao cả, được Hoàng đế Bắc Mạc nâng đỡ tự nhấc đá ném vào chân mình chỉ vì muốn củng cố binh quyền, mở rộng lãnh thổ, thỏa mãn tham vọng của mình. Lần này, Mộ Dung Khanh không dùng tới lực lượng của Cao Phụng Thiên tự mình hoàn thành nhiệm vụ cứu Tần Châu, quả nhiên chuyện này không xảy ra sai sót gì nữa. Vì vậy, Mộ Dung Khanh cũng đã viết thư cho Cao Phụng Thiên và thông báo rằng bên cạnh hắn ta có một gian tế. Đêm hôm sau, Cao Phụng Thiên đến Triều Văn Quán và nói với Mộ Dung Khanh rằng đã tìm thấy gian tế. Không phải do Hoàng đế phái tới, mà là do Tần Lão Thái Thái. Nhà họ Cao đứng đầu giới võ lâm ở Bắc Mạc, Cao Phụng Thiên cũng tự trách mình vì để xảy ra chuyện như vậy. Hắn nói với Mộ Dung Khanh, nếu huynh trưởng ta ở đó, sẽ không xảy ra sai lầm như vậy. Huynh trưởng, Mộ Dung Khanh không biết hắn còn có một người huynh. Đúng vậy, huynh ấy thông minh hơn ta rất nhiều, cũng rất chu đáo. Nếu là quản gia nhà họ Cao, bây giờ chắc đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Cao Phụng Thiên hơi buồn bã. Huynh bây giờ đang ở đâu? Mộ Dung Khanh không khỏi hứng thú với một người mà ngay cả Cao Phụng Thiên cũng ngưỡng mộ sùng bái như vậy. Hắn luôn thích kết giao với những người có tài giỏi. Ở phía nam, bên cạnh Lạc Thân Vương, Cao Phụng Thiên do dự một lúc, vài năm trước hắn đã tuyệt giao với cha vì một số chuyện, từ đó không trở về nhà nữa, thậm chí kể cả khi cha hắn qua đời. Lạc Thân Vương, tên là gì? Trái tim Mộ Dung Khanh. Cao Lăng Thiên, bây giờ được gọi là Thiên Cơ Tử. Mộ Dung Khanh không nhịn được cười cười, thì ra là hắn. Vương gia biết hắn, Cao Phụng Thiên khẽ giật mình. Mộ Dung Khanh gật đầu, không hẳn là quen biết, nhưng từng viết thư từ qua lại, hắn cũng muốn trở về kinh thành. Thật sao? Cao Phụng Thiên nhìn Mộ Dung Khanh, trong mắt vui sướng tột độ, nhưng lại cố gắng che đậy lại. Đúng vậy, chắc ngày mai sẽ tới đây, Mộ Dung Khanh nói. Cao Phụng Thiên không giấu nổi sự phấn khích, lẩm bẩm, hắn trở về thì tốt rồi, trở về là tốt. Dù sao cũng phải đến mộ cha hắn mà dâng hương, ông ấy trước lúc ra đi còn nhớ nhung lo lắng cho hắn. Mộ Dung Khanh không quan tâm đến chuyện gia đình của bọn họ, hắn chỉ cảm thấy nếu Thiên Cơ Tử đứng về phía Tần Châu, thì chuyện của Bắc Mạc có hắn và Lạc Thân Vương lo, vậy sau khi Tần Châu rời khỏi Bắc Mạc, cũng không cần phải lo lắng nhiều. Nên trước hết bảo bọn họ nhảy múa ca hát ở Bắc Mạc, đóng cửa lại, muốn làm loạn cũng được, hắn chỉ cần đưa được Tần Châu đi để giải quyết mối hiểm nguy ở biên giới hai nước. Đêm hôm sau, Lạc Thân Vương dẫn quân vào kinh đô và sống tại nơi ở cũ của Lạc Thân Vương. Sở Kính đi ra khỏi cung trong đêm gặp Lạc Thân Vương, khóc lóc thất thanh, hai huynh đệ đương nhiên là đạo đức giả. Trước mặt Vương gia, Sở Kính khóc lóc thảm thiết kể lại việc mình bị sư đệ và con trai phản bội như thế nào. Nếu là trước đây, kế giả vờ khổ sở đã có tác dụng, thì bây giờ, mặc dù Lạc Thân Vương cũng đã ứa ra hai hàng nước mắt, nhưng với lòng hận thù ẩn chứa trong lòng, có thể nhìn ra hắn cảm thấy giả dối. Sở Kính mẫn cảm, hắn đã sớm phát hiện thái độ của Vương gia hoàn toàn khác. Vì vậy, sau khi giả vờ khổ sở, vào thẳng chủ đề chính, lần này hắn đưa 15 vạn sao binh mã vào kinh, phải không? Vạn, 10.000. Lạc Thân Vương nói, đúng vậy. Vậy thì, Sở Kính nhìn hắn, mặc dù bây giờ hắn đã hóa trang để trở thành thái giám lưu sư, nhưng ánh mắt gian xảo vẫn không hề giảm bớt. Ngươi có bằng lòng giao lại cho trẫm 15 vạn binh mã này không? Lạc Thân Vương khẽ nâng mắt nhìn Sở Kính, Hoàng Huynh vì sao lại hỏi vậy? Lần này thần đệ vào cung là vì Hoàng Huynh. Vậy thì, binh phù. Lạc Thân Vương nhanh chóng ngắt lời hắn, Khang Bình Vương sẽ làm sao bây giờ? Sở Kính không vui lắm khi bị cắt ngang lời, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, đứa con phản nghịch, bây giờ trẫm đã cho uống thuốc rồi, nó không dám làm loạn nữa. Nếu vẫn dám, nó sẽ khó bảo toàn tính mạng. Nếu đã như vậy, không thể kêu hắn tước đoạt binh quyền của Tần Châu sao? Lạc Thân Vương hỏi. Sở Kính lắc đầu, không sai, trước đây ngay cả ta cũng không làm được. Binh quyền đều ở trong tay Tần Châu, binh phù cũng ở trong tay nàng ta. Nếu không có tội trạng,
làm sao thuyết phục lòng quân. Ngược lại sẽ phản lại Tần Châu. Bây giờ, hắn không thể chấp nhận rủi ro này. Lạc Thân Vương thở phào nhẹ nhõm, nói, Hoàng Huynh, ngày mai thần đệ vào cung gặp kẻ phản nghịch này. Ngươi tới gặp hắn làm gì? Sở Kính bất mãn hỏi. Lạc Thân Vương liếc mắt một cái, nhưng khóe miệng mang theo ý cười, làm sao thần đệ có thể trở về kinh mà không vào cung bái kiến Hoàng đế? Nếu có người biết sẽ nghi ngờ. Bây giờ bên người Sở Nguyệt e rằng đều là người của Sở Kính, chuyện truyền tin từ bên ngoài vào cung là không thể được, nếu không thể truyền tin một cách bí mật, vậy thì hắn đi quang minh chính đại. Hơn nữa, điều hắn muốn nói, một là phải cho Khang Bình Vương nghe, hai là Sở Kính nghe, hắn phải bày tỏ thái độ với Sở Kính. Sở Kính luôn cảm thấy hắn hơi thay đổi, nhưng không biết là ở chỗ nào, thái độ vẫn là rất khiêm tốn. Hoàng Huynh nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thần đệ trở về kinh mà không cần vào cung gặp người sao? Lạc Thân Vương hỏi ngược lại. Vẻ mặt Sở Kính cứng đờ, chuyện này, quả thực cần thiết. Chỉ là hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng vậy, vậy đợi đến khi thần đệ gặp được tên phản nghịch Sở Nguyệt này, sau đó cùng Hoàng Huynh nói chuyện kỹ hơn, hoặc là ngày mai gọi Tần Lão Thái Thái vào cung để bàn bạc. Dù gì đây cũng là chuyện lớn, sau này chúng ta sẽ hành động như thế nào, cần phải đồng lòng nhất trí. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, Sở Kính cảm thấy lúc nãy là do tự mình đa nghi, hắn chưa bao giờ phản bội mình, cũng vẫn luôn tin tưởng, nếu không nhiều năm như vậy, cũng không cần năm nào cũng đều đặn quyên góp lương thực vàng bạc cho kinh đô. Được rồi, Sở Kính nói. Lạc Thân Vương thấy hắn đồng ý, nói, Hoàng Huynh, thân phận của người bây giờ khác rồi. Trở về cung trước đi, khoảng trưa ngày mai, thần đệ sẽ vào Hoàng Cung. Sở Kính vốn dĩ muốn nói vài câu với hắn. Nhưng lại nghe thấy lời bóng gió đuổi khách, nghĩ lại quả thực không thích hợp ở lâu thôi, chấm về trước đây. Cung tiễn Hoàng Huynh, Lạc Thân Vương đứng dậy, chắp tay tiễn. Sở Kính đứng yên nhìn hắn hồi lâu mới nói, tam đệ, vất vả rồi. Phụng sự cho Hoàng Huynh, sao có thể thốt ra hai từ vất vả được. Lạc Thân Vương bất động thanh sắc, vẫn cúi đầu xuống. Rốt cuộc Sở Kính cũng không nhìn ra gì, đành phải rời đi. Sau khi Sở Kính rời đi, Thiên Cơ Tử bước tới, ngày mai vương gia có kế hoạch gì ạ? Lạc Thân Vương nhìn hắn, với ánh mắt hằn học, ngài đã từng thấy mèo bắt chuột chưa? Chưa từng. Lạc Thân Vương chậm rãi ngồi xuống, với vẻ mặt lãnh đạm, con mèo bắt được con chuột sẽ không cắn chết nó. Thay vào đó, sẽ chơi đùa với nó một hồi lâu. Chỉ khi con chuột sức cùng lực kiệt, mèo mới ra tay. Thiên Cơ Tử biết rằng trong lòng hắn có sự căm ghét, nói tại hạ rất muốn xem. Không phải hắn cũng chơi đùa ta nhiều năm nay sao? Đã đến lúc ta ra tay rồi. Lạc Thân Vương nhắm mắt lại. Mấy ngày nay, thi thể của Vương Phi lúc tự sát cứ hiện lên trong tâm trí ta, trong lòng đau đớn không tài nào kiềm chế được. Hắn muốn đập tan hy vọng của Sở Kính từng chút một, sau đó nhìn hắn tự chui vào giỏ. Chương 686, ngươi là ác quỷ. Thiên Cơ Tử đến Triều Văn Quán vào ban đêm, và đích thân đưa Nhu Giao và A Cảnh tới. Khi Nhu Giao nhìn thấy Mộ Dung Khanh, nàng ta đã không kìm được nước mắt. Mộ Dung Khanh rốt cuộc cũng biết thương xót người em gái họ này một lần, vội an ủi, đừng khóc nữa, vốn đã xấu rồi. Càng khóc càng xấu. Nhu Giao đang khóc lóc thảm thương, nghe hắn nói vậy, không khỏi liếc nhìn một cái, có biết an ủi người ta không vậy. Cũng chỉ có Thương Mai chịu đựng được tính cách này thôi. Người đang khóc, nhưng sau khi bổn vương an ủi, thì không khóc nữa. Không cần quan tâm bổn vương nói gì, coi như có tác dụng rồi. Tần Châu cũng rất phấn khích khi nhìn thấy A Cảnh. A Cảnh đã ở bên nàng ta nhiều năm, sau khi xảy ra chuyện Tần Châu đã rất lo lắng, bây giờ thấy hắn bình an trở về, cuối cùng cũng an tâm. Mộ Dung Khanh tuyên bố, được rồi, ngày mốt, chúng ta sẽ lên đường trở về nước. Tần Châu nói, chỉ là ta vẫn không yên tâm về phía Hoàng đế. Mộ Dung Khanh nói, cô đấy, kẻ có tài thường hay bị hãm hại. Trong tay cô có binh quyền, lại bị tình nghi giết người. Ở lại đây có thể làm gì được? Tạo phản à, phản ai? Tốt hơn là để cho Lạc Thân Vương và tiên sinh xử lý. Nhưng, chẳng phải vương gia có thể giúp sức hay sao? Thiên Cơ Tử nói. Mộ Dung Khanh xua tay, không phải, đây là việc của Bắc Mạc, chắc chắn phải để cho các ngươi đi giấy lên làm loạn. Bổn vương không can thiệp vào nội bộ của các ngươi, ta tới chỉ để dẹp yên ổn chiến tranh giữa hai nước. Bắc Mạc hỗn loạn, chính là do bọn họ đóng cửa thành ra hỗn loạn, liên quan gì đến hắn? Đại Chu còn hỗn loạn hơn. Dứt khoát dừng chiến tranh là được, Tần Châu bị hắn nắm trong tay,
quyển sách bình an này cuối cùng cũng có thể dâng đến tay hoàng đế. Còn không hòa giải nữa, Tiêu Kiêu sẽ nuốt chửng hắn tới nơi. Khó khăn lắm mới bình phục trở về, người ta đang chờ được đoàn tụ với cô nhỏ, không ngờ gặp phải những rắc rối lần này tới lần khác, khiến hắn có nhà không thể về, chẳng thể thành thân, nhà cửa dột nát khắp nơi. Nếu đã như vậy, chẳng phải ngày mai quay trở về là được sao? Sao phải chờ tới ngày mốt mới về? Nhu Giao thực sự rất muốn về nhà. Mộ Dung Khanh mỉm cười thần bí, ngày mai Lạc Thân Vương vào cung, có lẽ sẽ có kịch hay để xem. Dù sao cũng đã tới đây thì phải xem kịch hay rồi mới về nước. Nếu không, làm sao anh ta có thể xứng đáng với công trình nghiên cứu về muối và lưu huỳnh những ngày đêm này? Và làm sao xứng đáng với Thương Mai ở một mình trong căn phòng trống nhiều ngày như vậy? Trước khi Thiên Cơ tử đi, Mộ Dung Khanh nhớ tới lời nói của Cao Phụng Thiên, nhớ đến trước đây hắn nhiều lần giúp đỡ, nên nói thêm, huynh đệ của ngươi bảo đến mộ của cha ngươi dâng nén hương. Thiên Cơ tử sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trước mộ. Ông ấy chết rồi, ngươi không biết sao? Mộ Dung Khanh hơi giật mình. Thiên Cơ tử trở nên tuyệt vọng não nề, lắc đầu và nói, ta không hề hay biết. Ồ, Mộ Dung Khanh thấy hắn có vẻ rất buồn bã nên không nói thêm nữa, tự hiểu rõ, mình chưa bao giờ giỏi an ủi người khác. Nhìn thấy Thiên Cơ tử bước đi ra ngoài như một người gỗ, Mộ Dung Khanh hơi lo lắng, nói với Tiêu Thác, ngươi tiện đường đưa hắn về đi. Tiêu Thác ừ một tiếng, lập tức theo sau. Sau khi Mộ Dung Khanh trở về phòng, nhìn Tần Châu hỏi, có muốn gặp bà của ngươi không? Vẻ mặt Tần Châu lạnh lùng, chắc chắn phải tới chào tạm biệt rồi. Mộ Dung Khanh nói, vậy thì tranh thủ đi sớm đi, sau ngày mai, bà ấy có lẽ sẽ rất cô đơn, tranh thủ lúc người ta còn tự đắc, trước tiên đi tăng thêm được kiêu ngạo của bà ấy. Một số chuyện phải được nói cho rõ ràng. Lạc Thân Vương sẽ không dễ dàng tha cho Sở Kính, Lão Thái Thái sẽ không có kết cục tốt đẹp, ta sợ rằng khi họ quay lại, sẽ gặp nhau trong trận chiến. Thà có chút tình cũ vấn vương, nhân tiện hôm nay nói cho rõ ràng, một trắng hai đen còn hơn cứ vở vịt với nhau mãi. Tần Châu hờ hững nói, A Cảnh, người đi một chuyến, nói rằng ta đang ở Triều Văn Quán, bảo bà ấy tới đây gặp ta. A Cảnh giật mình, bà ấy sẽ đến sao? Ừ, Tần Châu tự tin nói. Không sợ bà ấy mang người đến đây sao? Nhu Giao không nhịn được hỏi. Tô Thanh từ bên cạnh cười tủm tỉm cất tiếng, bà ta sẽ không làm chuyện lấy trứng chọi đá đâu. Tần Châu đã gặp thuộc hạ của bà ta rồi, Triều Văn Quán này dù có bao nhiêu kẻ thù đến, đều có thể cho chúng một đi không trở về. Khi Tần Châu ở trong ngục, có lẽ sẽ răm rắp nghe lời, nhưng bây giờ thì khác. Lúc Tần Châu chưa từng mất đi thế lực, là nàng tự mình ngu ngốc, bằng lòng nhận lấy tội lỗi thay bà mình. Đúng như Tần Châu dự đoán, Tần Lão Thái Thái đã tới. Bà ta tới rất hoành tráng, 30 thị vệ, phân hai hàng mỗi bên 16 người canh gác, dẫn theo 10 người nữa đi vào. Dưới ánh đèn, mái tóc trắng bạc của bà ta sáng bừng lên. Tấm lưng thẳng tắp, nếp nhăn trên khuôn mặt tạo nên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào Tần Châu đang ngồi trên ghế chủ nhà trong phòng khách. Mộ Dung Khanh và những người khác không có ở đó, hoặc có thể có mặt, nhưng lại không biết nấp ở đâu đó nghe lén. Xung quanh Tần Châu không có ai, chỉ có mình nàng, đối mặt với người bà năm xưa nàng vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Nàng đơn thương độc mã. Đây là một cuộc chiến tàn khốc của gia đình, nàng chỉ có thể chiến đấu một mình. Mặc dù đến nay cả gia đình lưng danh huy hoàng nhờ Tần Châu. Tần lão phu nhân, mời bà ngồi. Tần Châu nói chậm rãi, không sợ ánh mắt lạnh lùng của Tần Thái Thái, dùng ánh mắt bình tĩnh nhất để đối mặt. Tần lão Thái Thái sắc mặt lạnh lùng ngồi xuống, Tần lão phu nhân. Ngươi không cần gia đình nữa sao? Ta đơn độc một mình, gia đình ở đâu ra? Tần Châu cười nhẹ, vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm. Ngươi làm bà già này rất thất vọng, bao năm qua dạy dỗ ngươi thật là uổng phí. Lão bà Tần thất vọng nói. Tần Châu cười lớn, ta còn tưởng rằng bà sẽ giả vờ, rồi chúng ta cứ diễn cảnh tình thương mến thương đến khi tạm biệt. Nếu người đã biết, tại sao ta còn phải giấu giếm? Ta cũng chẳng phải người phải nhìn sắc mặt của ngươi mà sống. Tần lão Thái Thái khinh thường nói. Tần Châu gật đầu, đúng vậy, từ trước đến nay bà đều là uy phong như vậy, trong nhà họ Tần không ai dám làm trái lời, ta tuy là quyền cao chức trọng, ở trong phủ vẫn không thể làm chủ. Không dám lên tiếng, thực ra, ta rất dễ hài lòng với mọi thứ. Ý tại ngôn ngoại, nàng ta thậm chí không cần tính mạng. Tần lão Thái Thái lạnh lùng nói, đã là con cháu nhà họ Tần, không nên có quá nhiều ý kiến. Tất cả những người trong nhà Tần đều sinh ra vì danh dự gia tộc và đấu tranh vì danh dự gia tộc.
Ta chỉ là dâu nhà này mà vẫn có thể nhượng bộ và hy sinh, ngươi là con cháu nhà họ Tần, nhưng là không muốn cống hiến chút gì, nếu ngươi đã ích kỷ như vậy, không nên giữ họ Tần làm gì, nhà Tần không có con cháu phản nghịch như ngươi. Tần Châu cười mỉa mai, họ Tần chưa bao giờ là sự lựa chọn của tôi. Nhưng mà, bà chỉ có thể đại diện cho chính mình, nhưng không thể đại diện cho tất cả tổ tiên của nhà họ Tần. Bà là kẻ phản quốc, tương lai, bà sẽ vẫn không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên của nhà Tần nhỉ. To gan, Tần lão thái thái lấy uy đập một tiếng, chiếc bàn rung lên, ngươi mới chính là kẻ phản quốc, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, chính là ngươi. Bán đứng bách tính, để cho họ phải chịu cảnh chết chóc lầm than, bà không phải là kẻ phản quốc hay sao? Tất cả vinh hoa phú quý, bà nói đều do bách tính cho, còn mình làm gì cho bọn họ? Mở rộng lãnh thổ, không, bà không làm điều đó. Bà chẳng mở rộng được một tấc đất nào cho Bắc Mạc. Ta thì có, nhưng ta hối hận, ta tiếc mình không làm ngay từ đầu. Động đất, bệnh dịch, bà đã quyên góp một xu tiền một hạt gạo nào chưa? Bà chưa từng, còn bày ra kế hoạch cho Sở Kính đuổi cùng giết tận dân chúng. Bà không chỉ là kẻ phản quốc, mà còn là một con ác quỷ không đầu không chân. Nếu công khai tố cáo những tội ác này, bà nói xem, trong sách sử Bắc Mạc sẽ viết gì về bà? Chương 687, lừa gạt chính mình rất thành công. Tần lão thái thái chỉ cười nhạt sau khi nghe Tần Châu chất vấn, vậy sao? Đây chỉ là lời nói phiến diện của ngươi. Lịch sử luôn viết về những người thành công, nhưng Tần Châu ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Tần Châu bật cười, Tần lão thái thái, bà nói xem ta có cơ hội này hay không? Ta nắm trong tay hơn nửa triệu binh mã, chỉ cần tiến vào Hoàng Cung, Bắc Mạc sẽ là của ta. Việc này ngươi sẽ không làm. Tần lão thái thái nhìn thẳng nàng, nếu như ngươi muốn làm như vậy, chẳng cần gọi bà già này tới đây. Quả thực, ta sẽ không làm như vậy. Tần Châu không phủ nhận, thậm chí không có hứng thú dọa bà ta. Chỉ là ta không làm chuyện này, không có nghĩa là những người khác sẽ không làm. Không có nửa triệu binh mã của ngươi, ai có thể chống lại 150.000 binh mã của Lạc Thân Vương. Tần lão thái thái nhìn nàng với ánh nhìn sắc lẹm, vẫn từng bước thăm dò. Tần Châu cười, ta không biết. Tần lão thái thái thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, ý kiến gì cũng vô dụng, sẽ có một ngày ngươi phải chết thôi. Các ngươi cho rằng ta chết đi thì tất cả đều là của ngươi, có thể là thật, nhưng làm sao làm có thể khiến ta chết? Phục kích, ám sát, ta, Tần Châu, không thể chết một cách không rõ ràng, nếu có bất kỳ mối nghi ngờ nào, sẽ có người đi điều tra, bà nghĩ sẽ không điều tra ra thân phận của các người sao? Nếu như tìm được, bà cho rằng những người đó vẫn là người của Sở Kính sao? Tần lão thái thái nhướng mày, lạnh lùng nói, mọi thứ của ngươi đều do Hoàng thượng ban cho, Tần Châu, làm người đừng quên gốc gác của mình. Tần Châu lắc đầu, lạnh lùng nói, không, tất cả những gì ta có được đều là do chính mình vất vả kiếm về. Bọn họ công nhận không phải vì ta là tướng quân, mà vì ta là Tần Châu. Họ cho rằng ta là một vị tướng quân xứng đáng để họ đi theo, một người anh em có thể phó thác tính mạng, ngược lại tất cả những gì của Sở Kính mới là do ta đưa cho. Không có ta củng cố biên cương, không có ta mở rộng lãnh thổ, liệu ông ta có thể ngồi yên ổn trên ngai vàng được không? Bắc Mạc có thể chống lại xâm lược không? Ông ta đã quên đi mối hận nước thù nhà lại thực sự kết minh với Tiên Bi. Ta rất khó chịu về điều này, nhưng vẫn nghe lời ông ta, bởi vì ta khao khát đó là trận chiến cuối cùng giành đất đai màu mỡ cho nhân dân Bắc Mạc. Ta sẽ được lùi về phía sau, thế là trở thành người đứng đầu phái chủ chiến, dẫn quân Nam chinh Bắc phạt. Nhưng ông ta lại ngấm ngầm bày mưu hại ta lẫn bách tính, lòng trung thành của ta đã giết chết nhiều người. Tần lão thái thái xốc lại quần áo, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta không thể nói chuyện được với nhau, chỉ bằng dừng lại ở đây. Ta triệu bà tới đây, vốn không phải để nói chuyện, mà là đoạn tuyệt quan hệ máu mủ tình thân với bà. Từ nay về sau đi trên đường dương quan của bà, ta đi cầu độc mộc của ta. Tần Châu lạnh lùng nói. Triệu, Tần lão thái thái cười không dừng lại được. Dựa vào đâu mà ngươi truyền ta tới? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi mình là quân vương? Đúng vậy, ta là quân vương. Ta đã giúp Khang Bình đế lên ngôi, thì sẽ để ông ta ngồi trên ngai vàng mãi mãi, còn bà chính là loạn thần nghịch tử. Tần Châu chỉ rõ. Tần lão thái thái đứng lên, chế nhạo nói, được rồi, để xem ai có thể cười tới cuối cùng. Bà già này biết ngươi chuẩn bị đi Đại Chu là nơi tốt đẹp hay sao? Khi tới đó nửa triệu binh mã của ngươi không thể đi theo. Nếu xảy ra chuyện, ai cứu được ngươi? Đây là câu nói bóng gió thôi, chỉ cần nàng đi Đại Chu, sẽ có cách giết nàng.
Tần Châu không quan tâm, khi ta ở Đại Chu, các ngươi không thể giết ta. Đó không phải chỗ các ngươi có quyền thế. Ta sợ cái gì, chẳng lẽ dựa vào vị nghi quý phi kia sao? Lão thái thái nhướng mày, tim đập thình thịch, thớ thịt trên mặt nhảy lên vài cái, nhưng sau đó bình tĩnh nói, vậy thì cứ chờ xem. Nói xong bà ta ưỡn thẳng ngực sải bước đi ra ngoài. Tần Châu nhàn nhạt nói từ phía sau, bà nội, đi đứng cẩn thận, đừng vội. Tần lão thái thái cong môi giễu cợt, lửa giận trong mắt dần dần dâng lên, đột nhiên quay đầu lại, ngươi thật sự cho rằng để giết ngươi trong ngục khó lắm sao? Ta cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi từ bỏ nó. Cơ hội, Tần Châu cười lớn, phụ oan cho ta giết hoàng hậu, ta bị kết tội, vào ngục, sau đó thì sao? Ta có thể bình an vô sự sao? Ít nhất, như ngươi đã nói, theo pháp luật của Bắc Mạc quy định thì công nhiều hơn tội, cuối cùng thì ngươi vẫn được sống. Sống tạm bợ qua tháng ngày như vậy, không bằng phấn đấu một phen. Tần Châu không cười nổi nữa, nhìn chằm chằm bà ta, kỳ thực, ta cũng cho bà cơ hội. Trong ngục, lần cuối bà tới thăm ta đã nói rồi, ta tôn trọng bà bảo ta làm gì cũng được, nhưng đừng bày mưu mô bà có biết không? Nhìn bà diễn kịch lố lăng ở đó, ta kinh tởm đến nhường nào. Nàng ta rất đau khổ, nhưng tại thời điểm này không muốn thừa nhận điều đó. Tần lão thái thái cụp mắt xuống, được rồi, đừng nhắc chuyện xưa cũ nữa, ta chờ xem Tần Châu ngươi có thể trở về làm đại thần được nữa không? Nói xong lạnh lùng bỏ đi. Tần Châu lạnh lùng nhìn bóng lưng của bà ta, lại nhìn đám thị vệ đi theo sau, uy nghiêm oai phong như vậy, hoàn toàn không còn thái độ hiền từ với nàng ta ngày đó. Nàng chưa bao giờ nhìn rõ người bà này. Bám vào tay vịn của chiếc ghế và từ từ ngồi xuống. Sức lực của toàn thân nàng ta dường như đã bị trút bỏ ngay lập tức. Sự lạnh lùng và cứng rắn vừa rồi đều là giả vờ. Nàng có thể lao về phía trước cho bà ta một trận, không hề nương tay, nhưng không thể được. Đánh nhau với người thân của mình mới là trận chiến tàn khốc nhất. Nàng ta kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng toàn thân không khỏi run lên. Mộ Dung Khanh chậm rãi bước ra, ngồi vào chiếc ghế Tần lão thái thái vừa ngồi. Hắn cũng không nhìn Tần Châu, giống như đang suy nghĩ. Nhưng nàng ta lại nói, vương gia không cần lo lắng, ta không sao. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, ngạc nhiên liếc cô một cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt lơ đãng của hắn. Tần Châu biết hắn không ở đây để an ủi mình, khó chịu nói, không có gì. Mộ Dung Khanh tiếp tục cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Tần Châu đứng dậy, vương gia cứ ngồi đi, ta về nghỉ ngơi đây. Mộ Dung Khanh lại ngẩng đầu, có thoải mái không? Tần Châu nhìn hắn, vương gia nghĩ như thế nào? Ta không biết, Mộ Dung Khanh lắc đầu, trên đôi môi mỏng nở nụ cười trào phúng, bổn vương chưa từng trải qua chuyện này, làm sao có thể biết được? Tần Châu lạnh lùng nói, vương gia lừa gạt ai? Mẫu thân của người chẳng phải cũng từng hại người hay sao? Vương gia hiểu rõ nhất cảm giác này. Mộ Dung Khanh hơi giật mình, ai nói cho ngươi biết đó là mẫu thân của bổn vương? Không phải sao, Tần Châu híp mắt, lệnh quý thái phi không phải là mẫu thân của hắn sao? Mộ Dung Khanh chậm rãi thành thật nói, từ khi bà ta có một chút suy nghĩ sẽ hãm hãi ta, thì đã không phải mẫu thân của bổn vương nữa rồi. Tần Châu nhìn hắn. Giờ khóc giờ cười, vương gia an ủi người khác đều như vậy sao? Ai an ủi ngươi, nhưng nói thật, bà ta hãm hại ngươi mà ngươi còn coi là người thân. Ai đau lòng, sao lại làm cái chuyện khiến mình chịu thiệt thòi như thế? Con người không phải cỏ rác. Đúng là điên khùng, Mộ Dung Khanh lạnh lùng đứng lên nói, đối với người đã hãm hại mình mà ngươi còn nói đến tình cảm. Nếu nghĩ tới cũng phải ép bản thân không được nghĩ như vậy, muốn nghĩ thì phải nghĩ tới những người có thù hận với ngươi. Nói xong hắn cũng bỏ đi. Tần Châu còn lại là sững sờ đứng ngay tại chỗ bên tai văng vẳng lời hắn nói. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng sự bất lực đằng sau đó, chỉ sợ sau khi trải qua mới biết được, nếu thật sự có thể buông xuôi dễ dàng như vậy, tại sao ngay từ đầu hắn đã không đáp trả? Có thể, cũng chỉ đang tự lừa mình dối người, nhưng hắn đã rất thành công. Tự lừa gạt chính mình rất thành công. Chương 688, lựa chọn nói ra. Sáng hôm sau, Lạc Thân Vương vào cung. Khang Bình Đế không có buổi chầu sớm, vì vậy đã ở ngự thư phòng tiếp kiến hắn. Khang Bình Đế sắc mặt tái nhợt ngồi trên long kỷ, thái giám Lưu Sư đứng bên cạnh Khang Bình Đế, cùng lúc đó, Tần Lão Phu Nhân cũng đến, ngồi bên cạnh thái sư, nhìn thấy Lạc Thân Vương đang đi tới, cũng chỉ hơi dướn người một chút, không đứng dậy hành lễ. Lạc Thân Vương nhanh chóng tiến lên, quỳ một gối xuống, thần sở quyền tham kiến Hoàng Thượng.
Khang Bình Đế nhìn hắn, đáy mắt lộ ra tia căm hận, nhưng chỉ có thể thờ ơ nói, Hoàng thúc bình thân. Từ khi Tần Châu vào ngục, hắn đã không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, mọi việc đều bị Sở Kính theo dõi, ngăn chặn, hắn chỉ có thể làm những việc theo sự sắp xếp của Sở Kính. Hắn thậm chí còn biết mối quan hệ giữa Lạc Thân Vương và Sở Kính tốt như thế nào, chỉ cần Sở Kính nói một câu, Lạc Thân Vương sẽ nguyện ý vì ông ta mà vào dầu sôi lửa bỏng. Hoàng thúc đi đường vất vả rồi, ban ngồi. Khang Bình Đế nói. Tạ Hoàng thượng, Lạc Thân Vương nâng áo bào, ngồi xuống đối diện với Tần Lão Phu Nhân, chắp tay với Tần Lão Phu Nhân, nhưng bà ta vẫn không đáp lại, vẫn chỉ hơi cúi người. Sau khi Lạc Thân Vương ngồi xuống, nhìn sang Khang Bình Đế, Hoàng thúc, lần này thần trở về kinh thành, một là để chúc mừng Hoàng thượng đã đăng cơ, hai là để hỏi xin Hoàng thượng một ân tình. Khóe miệng Khang Bình Đế có một tia cười lạnh, Hoàng thúc xin hãy nói. Cho dù không biết, hắn cũng có thể đoán được tối hôm qua Sở Kính đã gặp Lạc Thân Vương, bởi vì tối hôm qua Sở Kính đã xuất cung, không ở bên giám sát hắn. Còn về cái gọi là ân tình này, đại khái không biết hai người họ bàn bạc trò quỷ gì. Lạc Thân Vương nói, Hoàng thượng, thần và Vương Phi chẳng có gì, nhưng là trước đây Tiên Đế có ban một Trắc Phi cho bản Vương, vị Trắc Phi này đã sinh ra một người con, tên là Hỏa Nhi, bản Vương muốn đưa nó vào chính phòng, và viết nó lên ngọc điệp với tư cách là trưởng tử. Khang Bình Đế lạnh nhạt nói, được. Điều này có nghĩa là sau này hắn sẽ không bao giờ lấy chính phi. Chuyện này hắn không lý giải được, nhưng chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền, phê chuẩn là xong. Lạc Thân Vương thương cảm nói, lúc Vương Phi chết, trong bụng đã mang thai. Dù đứa trẻ này chưa được sinh ra, nhưng thần vẫn hy vọng rằng nó sẽ có chỗ đứng trên ngọc phả của Hoàng thất. Khang Bình Đế nhíu mày, chỉ là, Hoàng thúc không biết đứa nhỏ này là nam hay nữ. Lạc Thân Vương cười nhìn sang Sở Kính, Lưu Công Công, người nói cho bản Vương xem đứa trẻ này là con trai hay con gái. Sở Kính cười nói, Vương gia, chuyện này, làm sao biết được chứ? Dù sao thì đứa nhỏ vẫn chưa ra đời. Đúng vậy, còn chưa ra đời, thật đáng tiếc. Lạc Thân Vương như có như không nhìn Sở Kính, hiển nhiên, sẽ không nhìn ra cái gì từ khuôn mặt giả tạo của ông ta, chỉ là, đôi mắt vẫn thật trong sáng đó, tựa như không biết gì cả. Tần Lão Thái Thái hờ hững nói, Vương gia, nếu đã chưa sinh ra, tức là không có duyên phận với Vương gia, hà cớ gì phải làm điều thừa thãi. Trong lòng bà ta không vui, Lạc Thân Vương đã nói rõ rằng tối qua muốn bà ta cũng vào cung là để thương nghị về những vấn đề sau này, nhưng hắn ta cứ quấy rầy Khang Bình Đế để nói về những chuyện vô bổ này. Nếu như không có duyên phận, Vương Phi sẽ không mang thai đứa nhỏ này, có nhiều chuyện, không phải vô ý, mà là do con người. Lạc Thân Vương nhấn mạnh hai chữ con người, hơn nữa còn nhìn Sở Kính đầy ẩn ý. Tim Sở Kính đột ngột nảy lên, nghĩ đến An công chúa, nhà đầu này cũng là mạng lớn, dù có phái sát thủ đi nàng ta cũng trốn thoát. Trừ phi, năm đó nàng ta thật sự ở trong tầm cung của cung phi, nhìn thấy mọi chuyện rồi mới nói với Sở Quyền. Hắn ta ổn định tâm trí, nói với Khang Bình Đế, Hoàng thượng, nếu như Vương gia đã có lời thỉnh cầu, Hoàng thượng sao lại không đồng ý? Hắn ta không muốn lại bị vướng mắc vì chuyện này nữa, chỉ muốn nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Khang Bình Đế nghĩ đến Vương Phi, trong lòng cảm thấy buồn, Hoàng Thẩm là một người rất ân cần, đã từng chăm sóc hắn, bèn nói, Hoàng Thúc và Hoàng Thẩm tình nghĩa phu thê sâu nặng, dù đứa trẻ kia chưa được sinh ra nhưng nó cũng là dòng máu của dòng họ Sở chúng ta, viết tên lên ngọc điệp là điều nên làm, nhưng vì không biết là nam hay nữ, chỉ bằng viết là thai long phụng đi. Lạc Thân Vương đứng lên. Sau đó từ từ quỳ xuống, thần tạ ơn Hoàng thượng. Việc Lạc Thân Vương quỳ xuống, khiến cả ba người được phen bất ngờ. Sở Kính ánh mắt hiển nhiên không vừa lòng, việc không cần quỳ, tại sao hắn ta lại quỳ? Đó đều là vấn đề thể diện mà, trong lòng Sở Nguyệt biết rất rõ. Khang Bình Đế cũng rất ngạc nhiên, mọi người đều đang đoán giả đoán non, hắn ta, là có ý gì? Hoàng thúc mau đứng dậy, đây là cháu của ta, chấm chỉ có thể làm chuyện này cho Hoàng thẩm. Nàng, trước đây nàng đối với chấm cũng rất tốt. Khang Bình Đế nhẹ giọng nói. Lạc Thân Vương không đứng dậy, chỉ ung dung nói, Hoàng thượng nhân từ, thần xin dốc lòng báo đáp. Hoàng thượng nếu có bất kỳ nơi nào muốn phái thần đi, xin cứ việc hạ chỉ. Tần Lão Phu Nhân đột ngột quay đầu lại, Lạc Thân Vương có ý gì? Bà ta không giấu giếm nữa mà trực tiếp chỉ trích Lạc Thân Vương. Lạc Thân Vương nhìn Tần Lão Phu Nhân một cách kỳ lạ, tất nhiên là phát thệ trung thành với Hoàng thượng. Tần Lão Phu Nhân cho rằng còn có ý gì nữa? Ngươi trung thành với Hoàng thượng nào cơ? Tần Lão Phu Nhân hung hăng.
Lạc Thân Vương đứng dậy, chậm rãi rời tầm mắt nhìn về phía Sở Kính, ở đây, có mấy hoàng thượng. Trong đáy mắt Khang Bình Đế chợt hiện lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng bình thường lại, sẽ không đơn giản như vậy đâu, Lạc Thân Vương và Sở Kính vẫn luôn có mối quan hệ sâu sắc, lần này sẽ không vì lý do gì mà giúp đỡ hắn. Đây có phải là âm mưu của bọn họ? Tuy nhiên, cơn tức giận của Tần lão phu nhân không phải là giả. Hắn không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát, lắng nghe. Sở Kính chậm rãi đi xuống, hỏi, vương gia, không bằng chúng ta nói chuyện một chút đi. Lạc Thân Vương vẫn nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt không còn bình tĩnh như trước đây, mà thay vào đó là một loại hận ý cùng phẫn nộ, nói chuyện. Cũng hay, chỉ bằng chúng ta cùng nói rốt cuộc năm đó chuyện đã xảy ra với Vương Phi trong cung của Cung Phi. Sở Kính cố chấp nhìn Lạc Thân Vương, giọng nói trống rỗng, vương gia, có phải người nghe lời kẻ nào đó vụ oan phải không? Lạc Thân Vương cười ha ha, bị vụ oan, chắc không ai biết, ngày đó An Nhiên trốn trong cung của Cung Phi, nàng ta đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn ta nói xong, trong mắt tràn đầy oán hận và thịnh nộ, từng bước tiến lại gần, nhiều năm như vậy, người đối xử với ta như một kẻ ngốc, đưa hai người phụ nữ đến để theo dõi ta, thật sự không ngờ đến nhỉ, nhằm khiến hai người phụ nữ đó trung thành với ngươi, không bị hấp dẫn bởi sự vinh hoa phú quý của Nam Quận, ngươi thực sự đã hứa, nói ngày sau muốn đưa họ vào cung. Thủ đoạn bẩn thỉu và thấp kém như vậy, lại là do vua của một nước sử dụng sao? Ngươi thực sự khiến cho ta kinh tởm. Sở Kính giang hai tay, bất lực nói, ta thật không biết, ngươi đối với ta lại có hiểu lầm lớn như vậy, hai trắc phi của ngươi đều là thiên kim của Dương Phu Nhân. Ngươi có thể hỏi Dương Phu Nhân, ta cũng biết, một trong hai vị trắc phi còn sinh cho ngươi một đứa con, điều này còn chưa đủ để giải thích mọi chuyện hay sao? Đã nhận được con chim bồ câu truyền tin của nàng ta chưa? Lạc Thân Vương cười lạnh, bức thư đó, ta cũng đã đọc rồi, là ta đã hạ lệnh trước tiên bắn con chim bồ câu đó, sau đó ném lá thư trước mặt nàng ta đã thú nhận, rồi ta lại kêu người chuyển thư lại cho ngươi, để ngươi thoải mái phòng bị, mối thù cướp vợ, giết con giữa chúng ta nên tính toán cho xong đi. Lạc Thân Vương nói xong, nói với Khang Bình Đế, Hoàng thượng, ngài về trước đi, thần và vị công công này còn rất nhiều chuyện cũ cần giải quyết. Khang Bình Đế lập tức đứng lên, chắp tay nói. Hoàng thúc, các người từ từ nói chuyện, chậm đi trước. Hắn đi tới trước mặt Lạc Thân Vương, trong mắt hiện lên cảm xúc khó nói bằng lời, Hoàng thúc. Xin nén bi thương. Chương 689, mèo vờn chuột. Sau khi Khang Bình Đế ra ngoài, vừa đóng cửa lại, Lạc Thân Vương chợt nở nụ cười, nói với Sở Kính, Hoàng huynh, kỹ thuật diễn xuất của thần đệ được chứ? Sở Kính nheo mắt lại, nét mặt hơi thay đổi, ngươi. Lạc Thân Vương cười ha ha, chơi vui chứ? Cho hắn ta hy vọng, lại hung hăng dẫm đạp hắn ta, đối phó với người ngỗ ngược phản nghịch thì nên làm như thế này. Sở Kính cứng ngắc cười một tiếng, liếc nhìn Tần lão thái thái, đúng vậy, nên làm như vậy. Nét mặt Lạc Thân Vương rạng rỡ hớn hở, vừa rồi chắc chắn hắn ta cho rằng bản vương sẽ giúp hắn ta, để xem hắn ta sẽ sửa chữa thế nào. Tần lão thái thái nở nụ cười kỳ lạ, việc làm của vương gia quả thật nằm ngoài dự liệu. Lạc Thân Vương phối hợp ngồi xuống, trước khi An Nhiên đến Nam Quận, vậy mà nói với bản vương rằng Hoàng huynh hại chết A-i, vương phi của Lạc Thân Vương, bản vương há có thể tin tưởng. Quả thật hoang đường, Sở Kính hừ nói, An Nhiên vẫn luôn có thành kiến với chấm, không ngờ ông ta lại có thể giúp Tần Châu, ở sau lưng hãm hại chấm. Tần lão thái thái cũng không phải người dễ gạt, bà ta chậm rãi nói, vừa rồi, vương gia nói bổ câu đưa thư của Dương Trắc Phi. Lạc Thân Vương trả lời, đúng. Đúng là Dương Trắc Phi thả bồ câu đưa tin, nhưng mà, qua sự ép hỏi của bản vương, nàng nói rằng nàng bị Sở Nguyệt và Tần Châu sai khiến, muốn vu cáo hãm hại Hoàng huynh, bản vương lập tức cảm thấy kỳ lạ, nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy nàng thả bồ câu đưa tin, sao kinh đô vừa xảy ra chuyện nàng đã lập tức thả bồ câu đưa tin. Còn nhằm thẳng vào Hoàng huynh chứ, may mắn tiện nhân kia không chịu được hình phạt nên đã nhận tội, hơn nữa nàng còn nói với bản vương, An Nhiên đến Nam Quận cũng là do Mộ Dung Khanh bày mưu kế. Sao bản vương có thể bị người Đại Chu bọn họ lừa gạt? Hừ! Tần lão thái thái tiếp tục cười kỳ lạ, vương gia thật sự sáng suốt. Lạc Thân Vương khẽ nói, ta và Hoàng huynh đâu phải hai ba câu của người ngoài là có thể chia rẽ. Nếu không phải Hoàng huynh, chỉ sợ bản vương đã sớm chán trường suy sụp, nào có ngày hôm nay. Sở Kính thở dài, cũng tại chấm, lại nói, vương phi chết, dù sao chấm cũng có trách nhiệm, cung phi trước giờ vẫn là tần phi của chấm, hát. Lạc Thân Vương xua xua tay, đều đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Tần lão thái thái nhìn chằm chằm ông ta,
dường như đang nhìn xem có phải ông ta đang nói thật hay không, sắc mặt Lạc Thân Vương vô cùng thành khẩn, không hề có chút giả dối nào. Vương gia, có một chuyện, không bằng bây giờ chúng ta nói luôn. Tần Lão Thái Thái nói. Mời Lão Phu Nhân nói. Lạc Thân Vương trả lời. Tần Lão Thái Thái nói, bây giờ trong cung cũng không phải hoàn toàn là người của chúng ta, binh lực thiếu là khó khăn trước mắt của chúng ta, không bằng trước hết vương gia cho chúng ta 30.000 người, chúng ta bố trí canh phòng kỹ càng hơn. Lạc Thân Vương lập tức đồng ý, được, chờ bản vương thu xếp xong, lập tức đưa người. Sở Kính và Tần Lão Thái Thái liếc nhìn nhau, vậy thì thật sự tốt quá rồi. Lạc Thân Vương cười nói, thần đệ còn có việc, cáo lui. Gấp như vậy, Sở Kính giật mình, không phải nên bàn bạc sao? Lạc Thân Vương cười nói, gấp gáp gì chứ? Hoàng huynh, còn nhiều thời gian. Nói xong, chắp tay mỉm cười rồi quay người rời đi. Thái độ như vậy, lại bỗng nhiên khiến mọi người nhìn không thấu. Sở Kính nhìn lấy Tần Lão Thái Thái, Lão Phu Nhân cho rằng câu nào của ông ta là thật, câu nào của ông ta là gì. Sắc mặt Tần Lão Thái Thái phủ lên một tầng u ám, lại không trả lời ông ta, hôm qua, Tần Châu gọi Lão Thân đến, nàng ta đang ở trong Triều Văn Quán. Nàng ta, Sở Kính lập tức giận dữ, lá gan của nàng ta cũng thật lớn. Tần Lão Thái Thái tỏ vẻ tức giận, đương nhiên lá gan nàng ta lớn rồi, toàn bộ Bắc Mạc đều bị nàng ta khống chế trong tay. Ngoại trừ chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế này ra, chẳng phải bây giờ cái gì cũng do nàng ta quyết định sao? Lão Thân xem chừng, Khang Bình đế vừa chết, nàng ta sẽ lập tức muốn dẫn quân tiến đánh. Lão Phu Nhân, vậy ngài cảm thấy lần này tam đệ có mục đích gì? Sở Kính lại hỏi. Tần Lão Thái Thái lắc đầu, lần này ngay cả Lão Thân cũng nhìn không thấu, hắn ta nói Dương Trắc Phi không chịu được hình phạt nên nhận tội, nói là Sở Nguyệt và Tần Châu sai khiến, nhưng Lạc Thân Vương sẽ tin sao? Dương Trắc Phi đã đến Nam quận nhiều năm, sao có thể sai khiến được nàng ta? Sở Kính gật đầu, chấm cũng cảm thấy ông ta đang lừa gạt chấm, thậm chí, ông ta còn tin tưởng lời nói của An Nhiên. Chợt dừng trong chốc lát, lại lắc đầu, nhưng ông ta có tình cảm sâu nặng với Vương Phi, nếu thật sự tin tưởng An Nhiên, sao lại không làm khó dễ chấm? Tần Lão Thái Thái hỏi, năm đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sở Kính thản nhiên nói, cũng không phải chuyện lớn gì. Một người phụ nữ mà thôi. Tần Lão Thái Thái biết ông ta chột dạ, không nhịn được thở dài nói, Hoàng thượng à, cũng chỉ là một người phụ nữ, sao phải vì nàng ta mà tổn thương tình cảm huynh đệ. Ông ta cố chấp như vậy, chẳng có cách nào đây. Đấy mắt Sở Kính đầy tức giận, lúc ấy cũng chỉ là nhất thời xúc động, nào ngờ tiện nhân này ngu xuẩn như vậy, trở về treo cổ tự vẫn chứ. Có khuôn mặt gần giống Thúy Ngữ, nhưng nào có tính cách nhanh nhẹn hoạt bát của nàng. Tần Lão Thái Thái tiếp tục thở dài, thôi, chuyện trước kia, không nói cũng được, muốn biết ông ta có thật sự tin tưởng An Nhiên hay không, vậy xem ông ta có cho binh mã hay không. Trong lòng Sở Kính rất sốt ruột, cũng rất tức giận, mỗi ngày nhìn nghịch tử Sở Nguyệt này ngồi ở vị trí hoàng đế, chấm lại không làm gì được, giết không được, lùi không xong, có lẽ trước đó thật sự làm sai rồi, không nên dùng nước cờ hiểm này. Muốn thành việc lớn, nhất định phải bất chấp nguy hiểm. Chắc chắn Tần Châu sẽ sắp xếp người của nàng ta xong rồi trốn đến Đại Chu, bây giờ chỉ mong bên phía Nghi Quý Phi có thể giúp đỡ được chúng ta. Tần Lão Thái Thái nói. Sở Kính ngẫm nghĩ, nhíu mày hỏi, chấm luôn cảm thấy vẻ mặt và giọng điệu vừa rồi của Lạc Thân Vương không ổn lắm, ông ta không giống như đang trêu đùa Sở Nguyệt, mà là đang trêu đùa chúng ta. Nếu như hắn thực sự tin tưởng An Nhiên, vậy chắc chắn là lần này muốn đối phó chúng ta cũng phải đề phòng một chút. Tần Lão Thái Thái nói. Nhưng trong tay chúng ta không có nhiều người. Trước cứ xem đã, chờ hai ngày nữa, nhìn xem thái độ của ông ta. Tần Lão Thái Thái nói. Sở Kính cũng không có cách nào, luôn cảm thấy dường như tất cả đều mất kiểm soát. Rõ ràng khi Sở Nguyệt đăng cơ, mọi chuyện đều phát triển hướng mà ông ta bày ra, nhưng hôm nay, chuyện gì cũng mất khống chế. Lại nói, Lạc Thân Vương rời khỏi cung, Thiên Cơ Tử chờ trên xe ngựa, thấy ông ta đến, hỏi, Vương gia, sao rồi? Lạc Thân Vương hả hê nói chuyện vừa rồi với Thiên Cơ Tử cười nói, e rằng bây giờ bọn họ đang phỏng đoán người. Ông ta còn dò xét, muốn 30.000 binh mã của bản vương, có thể, chờ đấy, bản vương từ từ chơi cùng ông ta, chơi đến khi ông ta không còn một binh một tốt mới thôi. Lạc Thân Vương lạnh lùng nói, mối hận cướp vợ giết con, làm gì ông ta cũng không quá đáng. Mộ Dung Khanh vốn định xem trò vui, không ngờ tuồng này lại chán như vậy. Hắn thở dài nói, lãng phí một ngày của bản vương.
Tần Châu thản nhiên nói, Lạc Thân Vương nên làm như vậy. Bây giờ trở mặt với ông ta, có chỗ tốt gì? Sao lại không có chỗ tốt? Ít nhất khán giả chúng ta thấy đã nghiền. Mộ Dung Khanh không khỏi tiếc nuối nói. Tần Châu dở khóc dở cười, nếu đại chu ngươi xảy ra chuyện như vậy, liệu ngươi sẽ còn tỏ ra nhẹ như mây gió thế này, dùng trạng thái xem trò vui để đối mặt. Thôi, thu dọn đồ đạc, lên đường. Tất nhiên Mộ Dung Khanh biết mưu tính của Lạc Thân Vương, bây giờ trở mặt không có lợi cho Khang Bình Đế. Chương 690, khuôn mặt của Linh Lợi. Nhưng mà, khi Mộ Dung Khanh muốn rời khỏi kinh đô, lại thấy Lạc Thân Vương nhanh như chớp mà bỏ cũ thay mới phần lớn vệ binh trong cung. Mộ Dung Khanh nghe được tin tức này, nói, rất muốn nhìn sắc mặt Sở Kính và Tần Lão Thái Thái. Vẻ mặt không hề dễ chịu gì, Sở Kính tức sắp phát điên rồi, bỏ cũ thay mới phần lớn người của ông ta, bây giờ trong cung chỉ có người bên cạnh Khang Bình Đế là người của ông ta. Tất nhiên, Lạc Thân Vương không dám đổi người bên cạnh hắn ta, ít nhất bây giờ không dám, ép quá, không sợ ông ta thật sự giết Khang Bình Đế sao. Trên đường đi Đại Chu, Mộ Dung Khanh nói với Tần Châu, lần này Lạc Thân Vương bỏ cũ thay mới phần lớn binh lính trong cung là để ngươi yên tâm rời đi. Tần Châu lườm hắn, ngươi nói lời này giống như bản tướng muốn đi tìm chết vậy. Ai biết chứ, Đại Chu cũng là đầm rồng hang hổ, chỉ sợ không ít người đang chờ đòi mạng ngươi đâu. Lời nói chân thật đến vậy. Tần Châu nhún vai, ta đã lựa chọn rồi, đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào. Lần này Tần Châu không phải không có chuẩn bị mà đến. 3.000 người dùng thân phận thương nhân tiến vào Đại Chu trước, hơn nữa, chính nàng ta cũng mang theo hơn 100 người bên cạnh, một vị quận vương mang theo hơn 100 người hầu hạ, cũng không coi là quá phận. Dù sao, địa vị của người ta có thể so với Hoàng đế Bắc Mạc, dù sao Đại Chu cũng không đến mức ngay cả hơn 100, gã sai vặt to khỏe cũng không chấp nhận được. Thế là, bên phía Tần Châu trùng trùng điệp điệp, còn vị nhiếp chính vương Mộ Dung Khanh lại có vẻ vô cùng mộc mạc. Ám vệ không xuất hiện, Đao lão đại ở lại, chỉ mang theo mấy người Tô Thanh, Tiêu Thác, Nhu Giao, cũng bày ra cảnh tượng trùng trùng điệp điệp, nhưng là bởi vì kỳ vương cho hắn một đàn dê, dọc theo ven đường vội vã chạy về. Chỉ là so với oai phong của Tần Châu, nhiếp chính vương hắn lại vẫn luôn cúi đầu ủ rũ. Thôi được rồi, tốt xấu gì cũng về nước, còn là mang theo quốc thư hòa bình về nước, dọc đường cũng không ít bách tính đuổi theo. Lại nói đến Đao lão đại ở bên này, thời đi Mộ Dung Khanh đi, hắn ta khóc lóc nói muốn về nước, trở lại bên cạnh Vương Phi. Tô Thanh thấm thía nói cho hắn ta biết, nhiệm vụ lần này quan trọng, sau khi lập công trở về Đại Chu, muốn ăn thịt gì thì ăn thịt đó, còn có thể còn thừa qua mùa đông ăn thịt khô. Trái tim kẻ tham ăn luôn vô cùng mạnh mẽ, nghe thấy có thể tùy tiện ăn thịt, nỗi nhớ nhà của Đao lão đại lập tức bị thịt thay thế. Hắn ta vung tay mập, tạm biệt đoàn người Đại Chu. Chuyện ở Bắc Mạc này sẽ rối loạn ít nhất nửa năm, nói cách khác, Đao lão đại phải ở lại Bắc Mạc ít nhất nửa năm. Lúc mới bắt đầu, Long Châu Châu cho rằng nàng ta có thể trở về Đại Chu, nàng ta có thể lập tức đi gặp thần tượng, nhưng không ngờ Đao lão đại phải ở lại, nàng ta tức giận rồi, cũng không còn khách khí với Đao lão đại giống như lúc trước nữa. Luôn tìm cách chọc ghẹo hắn ta. Ví dụ như, thả rắn độc vào trong phòng của hắn ta, sau cùng những rắn độc đó bị Đao lão đại nướng ăn. Ví dụ như, thả ếch xanh vào trong nước tắm của hắn ta, cuối cùng ếch xanh cũng bị ăn. Ví dụ như, nhân lúc hắn ta ăn thì thổi bột hồ tiêu, Đao lão đại hắt xì một cái rõ mạnh, bắn ra hai, sợi mì, thô to cùng với nước mũi nước miếng, đều phun lên mặt nàng ta, khi hắt xì vang trời đó, bên dưới cũng thả ra tiếng rắm vang trời, khí ở dạ dày ầm ầm xì ra, một chân hắn chặn lại cửa, giữ chặt Long Châu Châu không cho phép nàng ta đi, mãi đến khi hun khiến cho nàng ta gào khóc. Vừa khóc vừa nôn ọe. Từ đó về sau, nàng ta chỉ có thể vui lòng phục tùng vị biểu ca này, ít nhất không dám trêu chọc hắn ta nữa rồi. Đao lão đại cũng càng ngày càng kiêu căng, thường tự xưng là lão tử, thật sự bó tay rồi. Không nhắc đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Lại nói, bên phía Lương Vương đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ Tôn Phương Nhi xuất cung đến Quốc An tự lễ Phật. Lương Vương cũng hiểu rõ, Quốc An tự nằm trong núi sâu ở ngoại ô thành. Vị trí khá vắng vẻ, mặc dù cũng có thềm đá đi lên, nhưng phía sau Quốc An tự là rừng sâu núi thẳm. Muốn sử dụng loại độc gì, ở nơi như thế này là nhiều nhất, Lương Vương sắp xếp thương mai chờ trong rừng sâu. Trong rừng sâu núi thẳm, muỗi chuột vô cùng nhiều, rắn độc thường xuyên lui đến, bởi nơi này thường không thấy ánh nắng nên u ám ẩm thấp. Mặc dù không biết khi nào Tôn Phương Nhi sẽ đến nơi này,
nhưng Lương Vương biết nàng ta sẽ ở tại Quốc An Tự 2 ngày, bởi vậy, dù khó khăn thế nào, Thương Mai cũng chỉ đành chờ ở chỗ này 2 ngày. Cũng đủ vất vả rồi. May mắn, liên quan đến nghề nghiệp kiếp trước, cô đã quen hoạt động trong rừng sâu, loài có độc bình thường đều không lại gần người cô được. Lần này còn có Linh Lợi ở cùng, trái lại vẫn khá tốt. Tất nhiên Lương Vương cũng đến, hắn còn sắp xếp người trông coi ở bên ngoài, nếu nhìn thấy Tôn Phương Nhi đến thì lập tức thông báo. Ngày đầu tiên, Tôn Phương Nhi không đến, ba người bắt một con chuột trúc, ăn như gió cuốn, dường như Dạ Vương ngửi thấy mùi thơm, cũng đến tham gia. Ngủ lại trong đêm, cắm lều trại, đều là chuẩn bị từ trước đó. Sắp xếp xong 2 cái lều trại, nhóm một đống lửa, ngồi vây quanh trò chuyện. Dạ Vương ăn xong thì rời đi, trước khi đi còn phân phó Linh Lợi quan sát kỹ càng. Linh Lợi vô cùng cung kính với Dạ Vương, khi ở trước mặt Thương Mai còn thi thoảng kiêu căng, nhưng khi trước mặt Dạ Vương thì hoàn toàn không có. Thương Mai tò mò hỏi, người đi theo Dạ Vương bao nhiêu năm rồi? 5 năm, Linh Lợi nói. 5 năm, vậy chẳng phải mới 11-12 tuổi ngươi đã đi theo hắn rồi sao? Năm nay ta 20 tuổi rồi. Linh Lợi khẽ chọc vào lửa, ánh lửa tỏa ra chiếu vào khuôn mặt hoàn toàn không thấy lỗ chân lông của nàng ta. Thật sự nhìn không ra, nếu không nói, ta cho rằng ngươi nhiều lắm cũng mới 16-17. Thương Mai vừa nói vừa nhìn khuôn mặt nàng ta. Linh Lợi ngẩng đầu, Vương Phi có lời gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Thương Mai nói, cũng không có gì, chỉ là hơi tò mò, khuôn mặt này của ngươi. Dạ, Linh Lợi chợt nói ra, không hề giấu giếm. Ồ, thấy nàng ta dứt khoát như vậy, lập tức nói tiếp, vậy gương mặt ban đầu của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vương Phi muốn xem không? Thương Mai nhìn Lương Vương, hắng giọng, nếu như ngươi không ngại, nhìn thử cũng không sao. Thỏa mãn tính tò mò của mọi người. Linh Lợi không nói 2 lời, vứt chùy xuống, lập tức bóc lớp da mặt. Thương Mai và Lương Vương nhìn sang, đều khẽ giật mình. Đó là một khuôn mặt, nói thế nào nhỉ, ngũ quan đều có, nhưng không hề có cảm giác tồn tại, hai mắt không thay đổi, nhưng luôn cảm thấy khó nhìn ra được mũi và miệng, không, có miệng, nhưng không giống với màu sắc trên khuôn mặt, nếu không mở miệng hay nhìn kỹ thì không nhìn ra. Mũi không có sống mũi, làn da cũng hơi ửng hồng, thậm chí có thể nhìn thấy tơ máu. Mặt của ngươi bị sao vậy? Thương Mai hỏi. Bị hủy, Linh Lợi đeo lại mặt nạ ra người, thản nhiên nói. Thương Mai sợ hãi, bị hủy. Đúng vậy, mũi bị chặt đi, miệng cũng bị cắt, mặt bị lửa đốt, sau này gặp được chủ nhân mang ta đi tìm An Nhiên Lão Vương ra, ông ta chữa khỏi cho ta, chỉ là không khôi phục được khuôn mặt trước kia nữa. Linh Lợi nói vô cùng thản nhiên, giống như không phải đang nói nàng ta vậy. Thương Mai không ngờ Linh Lợi trải qua những đau đớn thê thảm thế này, xin lỗi, ta không nên khơi lại chuyện đau lòng của ngươi. Có cái gì phải đau lòng chứ? Sau khi mặt bị hủy, ta mới có cuộc sống tốt. Linh Lợi cười nhạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.